nay chúng ta tiếp tục cái phần nội dung đã được nói chiều qua. Đêm hôm qua chúng ta đã học về giáo lý duyên khởi, được bắt đầu như thế này. Bây giờ mình ôn lại. Trước hết á, là cái gọi là dòng luân hồi á, của mình á, nó là một cái vòng tròn khép kín, nó giống như là cái niềm xe đạp vậy đó. Nó không có cái mối nối, nó không có điểm bắt đầu, nhớ nha, nó không có điểm bắt đầu. Không có điểm bắt đầu ở đây có nghĩa là theo cái công thức mà chúng ta thấy trong kinh ấy, là vô minh duyên như hành, hành duyên như thức. Có nghĩa là vô minh ở đây là sự bất kỳ hay là cái không biết, do không biết vốn đế là gì, cho nên nó mới có dẫn đến chuyện mà tạo các nghiệp, chuyện ác. Thấy mình tưởng là cái vô minh là điểm bắt đầu, mà thật ra đó các vị có hiểu không, nó là một cái vòng tròn. Mà bây giờ muốn giải thích thì phải lựa một cái nào đó để lấy làm cái điểm bắt đầu, nghe kịp không? Tức là kỳ nhông là ông kỳ đà là cha các ké, mà các ké là mẹ kỳ nhông là ông kỳ đà, cái gì vậy đó. Đó tôi phải nói đùa, đó là nghiêm túc như vậy. Có nghĩa là do có cái vô minh, các vị hỏi vô minh lúc nào thì tôi đành lấy trong cái đức phật này chỉ bắt đầu từ một điểm nào đó, chẳng hạn như ngày lấy chiếc vừa rồi đó, do có cái vô minh trong bốn đế là sao ta? Một là không biết rằng mọi hiện hữu là khổ, mọi thứ ở đời là khổ, dầu đó là sự có mặt của một hạt cát, tôi nói lại một lần nữa, dầu đó là sự có mặt của một hạt cát hay là sự có mặt của một con người, sự có mặt của mặt trời mặt trăng, sự có mặt của con ong cái kiến, thì tất cả mọi sự có mặt ở đời đều là khổ, gián hay là trực tiếp. Tôi nói là gián hay là trực tiếp, đắng hay là ngọt, bất cứ sự có mặt nào ở đời cũng là khổ. Và cái chữ khổ ở đây nó không hề gói gọn ở trong cái gọi là cảm giác như hồi đó giờ mình hiểu. Hồi đó giờ mình nghe nói khổ thì mình chưa hiểu là cái gì nó làm cho cái thanh tâm của mình nó khó chịu thì gọi là khổ, nghe hiểu không? Ví dụ như là nóng quá, lạnh quá, đói quá, khát quá, đau nhức quá, thương phải xa, ghét phải gần, muốn không được, thì cái đó thì gọi chung là khổ. Nhưng mà thật ra cái chữ khổ mà nếu mình nói cho nó bao la nữa đó, thì chỉ cần có mặt ở đời là khổ. Bà con muốn biết, bà con mở là trình bày kinh nghiệm phúc linh có đúng vậy không? Sanh già đau giá là khổ, kể một dọc tới cuối cùng, nói tóm lại năm quẩn là khổ. Cái chỗ đó là cái chỗ đó, cái chỗ ác liệt nhất mà bà con Việt Nam mình là thấy ngắn quá bỏ. Thấy ngắn quá thì bỏ. Thật ra cái ông mà ngắn nhất cái ông đó lại là gom hết trơn. Ông đó là gom hết, bởi vì sao? Vì khổ nó có ba. Một là khổ khổ, hai là hoại khổ, và ba là hành khổ. Khổ khổ là cái khổ mà mình hiểu đó, giờ mình hiểu đó, là tất cả cái gì mà nó làm cho thanh tâm mình khó chịu thì cái đó gọi là khổ khổ nha. Mà có một cái định nghĩa cho mình dễ nhớ đó, ai ghi bản dùm hả? Tôi nói cái này quý vị biết, để khổ khổ là sự có mặt rất lớn nha, không cần nào nhỏ hơn nữa không? Khổ khổ là sự có mặt của những gì làm ta khó chịu về thân tâm, sự có mặt của những gì làm thân ta, làm cho thân tâm ta khó chịu. Số 2 là hoại khổ, hoại khổ là sự vắng mặt của những gì
làm cho ta dễ chịu. Và cái thứ ba là hành khổ, là sự lệ thuộc các điều kiện để có mặt. Thì cái bản thân cái sự lệ thuộc đấy là khổ. Cái thứ ba là bắt đầu khó hiểu, nhưng mà nó là cái sâu nhất, bởi vì nó là mẹ của hành khổ trước. Thì ngoại khổ, khổ là sự có mặt của cái gì làm thân tâm ta khó chịu. Ngoại khổ là sự vắng mặt của cái gì làm thân tâm ta dễ chịu. Rồi cái thứ ba là hành khổ, là sự lệ thuộc các điều kiện để có mặt. Bây giờ mình ví dụ, sự nóng nực nó là khổ khổ. Cái AC, cái máy lạnh nó đang làm việc, bây giờ nó bị hư hoặc nó bị mất điện, đó là ngoại khổ. Hiểu chưa? Và cái thứ ba, sự có mặt ở trong cái sự nóng đó là hành khổ. Tôi nói là hiểu. Sự nóng nực là khổ khổ. Hả? Mà cái AC hoặc là cái máy, cái quạt máy mà nó đang làm việc bây giờ nó mất đi, đó là hành khổ. Và cái thứ ba đó, đó là ngoại khổ chứ. Còn hành khổ là sự có mặt trong xứ nóng, nó đã là khổ rồi. Chưa biết là có bị nực hay chưa, chỉ cần có mặt trong xứ nóng là khổ. Rồi ví dụ như là cái mặt nhện đơ, ví dụ cách khác, lấy nhầm cái thằng chồng vũ phu là khổ khổ. Phải không? Phải sống xa cách cái thằng chồng dễ thương đó, đó là ngoại khổ. Cái thứ ba, làm thân gái là hành khổ. Có hiểu không? Bây giờ hiểu chưa? Lấy nhầm cái thằng chồng trời ơi đó, thằng chú phu đó, đó là khổ khổ. Mà phải xa cái thằng chồng dễ thương đó, đó là hành khổ, đó là ngoại khổ. Mà cái thứ ba là làm thân gái đã là khổ, là hành khổ rồi. Bây giờ hiểu không? Có nghĩa là bây giờ các vị đang ngồi nhà mát ăn bát vàng, vừa đẹp vừa giỏi vừa giàu, vừa có vợ có chồng có con ngon lành, nhà cao cửa rộng, tiếng tăm quyền lực, tình yêu, sức khỏe, nhan sắc giống dạy gì có hết. Thì ngay trên cái lúc mà có hết đó, quý vị trong kinh đó nói rằng là khổ. Là vì sao? Là vì những cái mà quý vị gọi là hạnh phúc đó, thứ nhất nó không có bệnh. Bây giờ cái tiền nó bị sốc một cái mà nó mất sạch, đúng không ta? Gọi là thằng chồng nó lan đùng ra, nó bị sốc, nó bị accident, nó bị air crash là máy bay đó, là kết thúc bằng không biết bao nhiêu bà mệnh vụ phu nhân. Thậm chí có những bà mới có ba mấy tuổi và làm bà đại tá, bà thiếu tướng, không biết gì nữa không? Bà ba mấy tuổi đẹp thơm phức, đùng một cái 30 tháng 4 vô nó rớt từ ở trên 9 tầng mây nó xuống tới 8 tầng địa ngục. Thằng chồng bị hốt vô trong trại cải tạo, là cô vợ ngoài nó khổ như điên, nhà chồng trở mặt, một lũ con, là bắt đầu tất tả ngược xuôi. Có nhiều bà phải lấy luôn cái thằng cán bộ ở trong khu trong làng ấy, để được yên thần. Có nhiều lớn nữa cũng gì đâu biết gì nữa, có đau như là bò đá. Thằng chồng ở trong trại cái tạo là nó khổ, gọi là khổ chập nhiều ở trong đó, rồi nó vợ qua này là nó như con bà điên mà này, rồi nguyên cái đám con nhớt nhát coi cả. Rồi bắt đầu có khi chồng chết mà Hoàng Liên Sơn nhốt mà bị chết mà thiếu máu bình tánh. Rồi bà vợ ở đây một thời nhan sắc nữ sinh Gia Long đồng xanh Nguyễn Bá Tòng, bây giờ không còn tên tuổi nữa, đi buôn gánh bán bưng lấy gạo lấy tuốt tay để thịt heo bó trong đường để nuôi con. Thì thấy những thứ mình có một thời bây giờ chỉ trong vòng có mấy giây nó không còn một mống. Chưa kể trường hợp chưa tới 75 mà chỉ cần chồng con yêu một nhỏ ca sĩ nào đó đời mình xong, hiểu không? Nó có nhiều cái khổ kinh khủng lắm nha. Cho nên trong kinh Đức Phật ngày dạy, đắng là khổ đã đành, mà ngọt cũng khổ luôn. Là vì sao? Vì muốn cái ngọt mà không được là khổ. Bôn ba đi tìm cái ngọt là một hành trình khổ. Tìm không được là khổ, tìm được rồi mà phải giữ cho nó đừng có mất là khổ.
giữ mình không được là khổ hơn. Cái nền đó quý vị giữ hoài, đứng hoài các vị nha. Tôi cho các vị sanh ra trong một điều đó, quý vị biết một điều không? Là phải được sung sướng từ bé đó nha. Các vị có học vị, có tiền bạc, có sức khỏe, có nhan sắc, có quyền lực, có tiếng tâm, có tình yêu. Tôi cho các vị sống 90 tuổi đó, rồi thì sao? Nó lại mất chứ. Năm 90 tuổi thì các vị nghĩ nó còn cái gì còn nữa. Mọi thứ hồi nãy tôi kể nó mất sạch, đúng không? Nhan sắc, sức khỏe, tình yêu, quyền lực, học thức gì đi nữa. Tới năm 90, giàu không ai lấy, nó cũng tự mất. Hỏi các vị, có biết thấy người 90 tuổi chưa? Ngồi mặt là đời. Chúng chửi không biết giận, ăn không biết ngon, còn ban đêm ngủ nó vỡ là nó giật mình thôi à. Chín chục mà mất sạch, tự nhiên nó mất. Rồi chưa kể sanh về các cõi trời, sống bao lâu đi nữa, mãn thọ rồi rớt một cái hẹt từ trên đó xuống, ngay xuống thẳng xuống cống luôn. Tại sao? Vì trong chừng ấy thời gian không có tu thành gì đâu, ăn mình cứ hưởng cống mình, cứ là thơm ngát mát lạnh, thơm ngát và mát lạnh. Trong chừng ấy năm tới hồn mà nó mãn thọ rồi, bừng con mắt dậy thấy mình tại không. Đời sống cái bản chất của nó là gì? Có để rồi mất. Máu lệ và nụ cười, máu lệ và vàng son chỉ là hai mặt khác nhau của một đồng tiền bé xíu. Mọi thứ nó có để mà mất. Cười, nụ cười và nước mắt nó là một cặp, không có rời nhau. Yêu và ghét, gần để mà xa, có để rồi mất, nó là một cặp. Vậy cái vấn đề nó chính nó nằm ở chỗ này này. Khi mình không hiểu được mấy cái điều mà tôi vừa nói đó, cho nên khi mình có nó, mình mới ôm chặt nó. Mà khi ôm không được thì mình mới gọi tên cho nó, gọi tên cái sự mất mát đó là khổ. Chứ thật ra tôi biết tôi nói cái này cũng gì sốc. Thật ra Phật với Ma Dương cũng ai cao hơn nghe. Khi nào anh có cái lòng muốn thoát khổ thì anh phải thờ Phật. Chứ nếu anh có cái lòng mà muốn trở lại cái cuộc sanh tử thì anh nên thờ Ma chứ không nên thờ Phật. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, nếu mà anh không có cái ý mà thích cái này thích cái kia đó thì anh sẽ không có ghét, không có sợ cái này cái nọ. Ghét và thích, thương thích và ghét sợ đó là hai cái mà là hai mặt của đồng tiền, hiểu không? Thương thích và ghét sợ đó là hai mặt của đồng tiền, được chưa? Chính vì mình không hiểu mọi thứ là khổ, mọi tới sẽ là mọi thứ là vô thường, có rồi mất. Thứ hai đó là chúng ta không hiểu được mọi thứ do các điều kiện mà có rồi cũng để mất. Chúng ta không có chấp nhận được sự thật này, hoặc là chúng ta không biết được sự thật này, cho nên có được cái gì là mình nắm ôm chặt cái đó. Mình nghèo thì mình mê đời, mình yêu đời theo kiểu của cái thằng nhà nghèo, mà mình giàu mình yêu theo kiểu người nhà giàu. Trong kinh kể có một ông vua buổi trưa, ông đang ngồi ở trong cung, ngồi ở trong cung điện, trời nắng dưới lớp nóng dữ lắm, thì ông mới nhìn ra thấy một cái anh nhà nghèo mặc cái xà lọn, ở chồng mình vừa đi vừa hát nghiêu ngao, mặt mày đỏ ké như tôm luộc vậy đó. Nó đi mà nó mặc nó vui lắm, em thấy lạ, nó đóng thấy mụ nội luôn mà sao mà bao nhiêu con nhỏ nó đang ngồi mình chịu không nổi, mà cái thằng điên như thế mà nó vui dữ vậy trời. Cái kêu lính kéo cái đầu nó vô cái hồi trời nóng như vậy, mỗi nửa miếng đất luôn. Sao vui quá vậy? Cái nó dạ nóng chứ, biết nóng chứ. Nhưng mà hạ thần vui là vui cái này nè, hạ thần làm mấy ngày gánh nước mướn. Gánh nước mướn mỗi ngày để dành được chút. Hạ thần tính là gom đủ hai cái đồng tiền vàng là lấy vợ, lấy nhỏ một số bị luôn lắm, nó mệt là gánh nước luôn. Mà bữa nay đó là để dành dụm gần đủ cái số tiền lấy vợ rồi. Mà lấy mà mỗi lần mà để dành được ba mớ đem giấu ở đỡ thân địa đinh á, vui lắm. Mình nói nhỏ nhỏ là tụi nó biết nó lấy. Thì ông vua ông nghe ông lấy làm thú vị, bây giờ ông giàu quá mà ông nghe nói thằng này nó chỉ để dành gần được hai đồng vàng mà nó mừng như vậy, ông ngạc nhiên lắm.
Ông nói đây, tặng cho ngươi 1.000 vàng, nếu ngươi có thích thì dĩ nhiên là thích. Ông cũng thích quá anh, cho ngươi làm vua giống như Đổng, ngươi thích không? Ông cũng thích chứ. Cái vua nói đất nước thì nó có 2 phần, một phần giáp biển, một phần nằm giáp núi, giống như Việt Nam nữa, một phần giáp biển Đông, một phần giáp Lào. Nếu mà cho ngươi lấy phần nào, cánh gãi nào nó dạ lấy cái phần nào mà có chôn ngay làm vàng. Có hiểu không? Trong cái đầu của cái thằng nhà quê đó là nó đã dính vô 2 cái đồng vàng đó rồi, nó không có rời được. Cái lúc mà cho nó làm vua thì nó vẫn chọn, hỏi tới bây giờ mày lấy bên phần đất giáp biển hay là giáp Lào, thì nó gãi gãi đầu nó cũng đưa dạ lấy cái phần nào cũng được, cái phần nào mọi tội, cái chỗ chôn vàng nó nằm bên phần nào lấy phần nào. Cái chuyện này thì có ai không thấy trong kinh ghi như vậy, mà trong kinh nói thế này, cái tâm thức phàm phu là nó luôn luôn nó có dán keo ở trong, nó đụng đâu nó dính đâu. Đây chính là lý do vì đâu mà cái chữ chúng sanh nó được gọi là chữ sắc tán. Chữ sắc tán là S-A-T-T-A. Cái chữ đó nó có nhiều cách dịch, nhưng trong đó có một cái, nó có nhiều nghĩa, trong đó có một cái nghĩa đó là đụng đâu dính đó, gọi là sắc tán. S-A-T-T-A, đụng đâu dính đó. Nghĩa là sao? Lúc nó ngủ thì thôi, cái chuyện nó nói là cái đầu đó, bây giờ mình nói thì nghĩa nôm na, lúc mà nó ngủ thì bỏ qua, lúc nó thức, nó vừa thức một cái, con mắt của nó tìm cái để nhìn, lúc của ta, đúng không? Lỗ tai nó tìm cái để nó nghe, nó ngồi đây nó nghe pháp chứ ai mà chiên bánh xèo nó nghe liền à, đúng không? Thế nó ngồi lên chiên, chắp tay là ai đổ bánh xèo cái theo cái là nó nghe cái mùi đó. Nó đang nghe pháp này, mà cái bơm một phát và là nó biết là lỡ. Trong kinh nói rằng á, Đức Phật nghe dạy rằng nghe là có 6 con vật, con chim, con cá, con tròn, con cáo, con rắn, con đít. Thì nó đem 6 con này mà nhốt vào một chỗ, thì con chim chỉ cần có cơ hội là nó bay về trời, con cá mà có cơ hội là nó nhảy xuống nước, chồn cáo nó sẽ về hang, rồi rắn rít nó sẽ về lần bụi, hiểu không? Cũng vậy, 6 căn của mình chỉ cần có dịp một cái là nó, con mắt nó tìm ai đến nó nhìn, và trong khi nó nhìn một cái gì vừa ý là nó dính thiền, hiểu không? Lỗ tai mình nó thấy là mình thấy mình ngồi thiền liên viên thì chứ còn lỗ tai nó luôn luôn trong tình trạng tổng động viên, tổng đường bị, là có dịp là gào ra đây bằng miệng liền sỉnh liền nha. Cho nên chính vì là 6 căn của mình luôn luôn trong cái tình trạng mà chật chờ như chó chật xương vậy đó, cho nên đó mình thích thú tùm lum á, và chính vì mình thích tùm lum á cho nên mình chỉ có muốn được mà mình sợ mất, hiểu không ta? Và cái đó là cái tập khí phiền não, cái thói quen nhiều đời như vậy. Cho nên hôm nay chúng ta cứ mong là được cái này, đừng mất cái kia. Tôi nói có nghe kìa mà kìa không? Do có thói quen nhiều rồi, chúng ta cứ mong được, mặc dù những cái được đó có rồi mất. Cái chuyện mà mất tính, mà chuyện đầu tiên đó là lúc nào chúng ta cũng được. Ngay cả có cái câu này đó là một sự thật. Một người đàn bà chính chuyên, tiết hạnh nhất, đàng hoàng nhất, không có dây, không muốn bậy bạ dây dưa với đàn ông thứ hai ngoài để chồng mình, nhưng vẫn muốn nhiều thằng chết thì mình có không? Có, nó ác như vậy đó. Tôi chỉ thương được một thằng Lê Văn Tèo thôi, nhưng mà mỗi lần mà trọng sắp ra khỏi nhà là trọng giọng trọng giá, trọng tuôn trọng suy tô trọng sữa trọng tê trọng tay trọng quét và phải nửa tiếng lại ra nó nhìn được cái cha đó luôn, mà nói ra thì chối, nó hèn như vậy đó, nó bắt làm cho nó được, nhưng mà thiệt ra đó là cũng muốn cho con nó chết. Đi ra một đường lắc một cái Sài Gòn, lắc một cái Chợ Lớn, là lắc duyên giá để cho nó chết. Cái đó là một cái ý gian của hoàng phu mình. Mình nói rằng mình chuyên, nhưng mà thật ra trong bụng nó luôn luôn nó mở ngõ, nó đón gió độc, bỏ ngõ bằng nguyên ruột. Cho nên thầy tại sao cái ông lại mê cái đẹp là sao? Hỏi với ông ông gì
Dạ. Quý vị có cho phép tôi mê hay không cái đã? Chửi chết luôn á. Okay. Ta nói rồi, thầy tu cũng biết yêu nhưng mà ngoài đời nó sợ đổ vỡ thì chùa sợ đổ bể. Ok. Chữ khổ trong đạo Phật mà nói cho rốt ráo á, nó không dừng lại trong cái feeling, không dừng lại trong cảm giác mà nó nằm trong cái bản chất. Cái này nó phải ghi rồi. Khổ mà nó rốt ráo, nó không chỉ là bạn là cảm giác mà nó nằm trong cái bản chất bất toàn thì gọi là khổ. Nghe kịp không? Bản chất bất toàn thì gọi là khổ, chứ không đợi đến lúc mà mình chảy nước mắt mới gọi là khổ. Mà cái bản chất bất toàn là cái hiểu bất toàn không? Anh xét gọi là bất toàn. Nha, anh xét gọi là bất toàn. Các vị có biết cái bài Lỡ Bước Sang Ngang của nhà thơ Nguyễn Minh không? Các vị đọc trong văn, ổng chưa hề nói đến chuyện làm dâu nó khổ ra sao. Ổng chỉ nói đến cái chuyện người con gái trong cái đêm cuối cùng mà sắp phải đi lấy chồng và những gì mà dặn dò cái đứa em còn ở lại đó. Các vị sẽ ngạc nhiên tại sao tôi nói về cái khổ mà tôi lại đem cái bài thơ đó ra. Bài thơ đó có nhiều người nói là nó sớm, nó rẻ tiền, nó ba xu, nó năm cặp bốn hào, đúng là tùy quý vị. Nhưng mà cái bài thơ đó nếu mình nói tới Đức Phật là bài thơ định nghĩa về ba khổ rất là chính xác, tức là chưa biết mai này chị đi lấy chồng, bên nhà chồng chị sẽ làm sao, bên nhà chồng rồi bản thân người chồng rồi bản thân chị những ngày tháng tới sẽ như thế nào chị chưa nói. Chị nói rằng làm thân con gái thì đêm nay là đêm cuối cùng chị còn ở với mẹ với em, ngày mai là cả một cái tương lai tối tui xa vời không lường trước được, thì bản thân cái sự bất trắc bất toàn ấy được gọi là khổ trong cái đời của người con gái đứng trước người hai bên, không biết ngày mai mình sẽ về bên đục hay bên trong, thì dòng chảy luân hồi cũng y chang như vậy. Hôm nay chúng ta được cái này được cái kia, nhưng mà các vị biết trong một tích tắc nữa, một giờ đồng hồ nữa, một ngày nữa, không biết mình sẽ trôi về đâu, nghe kịp không? Không phải đợi đến thân gái mới là khổ đi lấy chồng làm dâu xứ lạ, mà ngay trong đời sống của mỗi người nam phụ lão ấu, chúng ta đều là những cô dâu đang chờ để về làm dâu xứ lạ. Chúng ta đọc sử Việt Nam, chúng ta tưởng rằng cái chuyện mà Trương Di Mỹ Nương là một cái chuyện hư cấu giả tưởng xa vời không mắc mớ gì mình. Chúng ta đọc sử Việt Nam, chúng ta đọc về Trọng Thủy Mỹ Châu, chúng ta tưởng đó là những câu chuyện xưa không bắt mớ là gì mình. Xin thưa, từng người trong tất cả chúng ta ở đây đều là những Trọng Thủy Mỹ Châu. Trọng Thủy Mỹ Châu, tôi kể người nghe chuyện Mỹ Châu, trái tim làm chỗ để trên đầu, nọ thần vui trắng đã dập nên nỗi cơ đồ đắm về sâu. Trọng Thủy yêu Mỹ Châu, Trọng Mỹ Châu yêu Trọng Thủy. Họ biết là Trọng Thủy đi với nhau được bao nhiêu không biết, nhưng mà chính vì giao phó cái niềm tin của mình cho Trọng Thủy nên bị Châu đã làm mất cái nọ thành, đúng không? Bản thân mình cũng vậy, mình giao phó niềm tin của mình cho nhan sắc, cho sức khỏe, cho tiền bạc, cho quyền lực, cuối cùng có một ngày cái nọ thành mất mình không thể. Rồi Trương Chi Nghĩa Hương cũng vậy, mình cứ đọc sử đọc sách mình tưởng chuyện Trương Chi Nghĩa Hương không mắc mới gì mình, sai. Bởi vì chính mình nè, ai cũng là Trương Chi và ai cũng là Mỹ Nương hết. Cái chuyện Trương Chi Mỹ Nương gom gọn lại nó cho các vị cái kinh nghiệm gì các vị nhận ra không? Đó là hiểu lầm. Giá mà tất cả chúng ta đừng có thơ ngây như Mỹ Nương, nghe kịp không? Đừng có chỉ vì nghe cái tiếng hát mà tưởng là người đó đẹp lắm, tới lúc mà gặp rồi nó vỡ mộng. Người ta nói đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng cái lỗ tai, đẹp trai bằng mặt trai, mặt trai bằng nối dai, nối dốc để mới thành công. Và các diễn là chuyện của nam nữ, vì nói chuyện chúng sanh, tất cả chúng ta đều là những mị nương hết. Chúng ta bị lừa dối từ bé, và bé ai mà vuốt vuốt nựng nựng hôn chúng ta, khen chúng ta, xoa đầu chúng ta là chúng ta khoái. Chúng ta thấy cái gì ngọt ngọt, thơm thơm, mềm mềm là chúng ta giọng vô mồm, đúng không ta? Nít mà. Bởi vì mấy đứa nhà quê bò lợp ngợp cái gì cũng bỏ vô miệng, biết gì đó không? Bởi vì nó mới có cái chuyện cái ông làm nó sợ. Bà vợ gọi con vô,
Amen. Còn nó nuốt đồng chu bây giờ tính sao? Ông hỏi có móc ra được không? Bà nói không, nó nuốt rồi. Ông suy nghĩ rồi, đó. Đồng chu đâu có bao nhiêu mà đi bác sĩ tốn hơn nhiều. Có hiểu không? Đồng chu nó đâu có bao nhiêu mà đi bác sĩ tốn hơn nhiều. Tức là đối ổng là cái nhìn của ổng là về cái vấn đề đó là không phải là đứa con nó nuốt cái gì, mà vấn đề là ổng đang cân hai cái số tiền. Số tiền bị nuốt và số tiền phải chi ra để lấy cái đó đã nuốt. Ok, chỉ là chị tạo ra nói cho bà con đừng buồn ngủ thôi. Tôi muốn nói là đứa con nít từ nhỏ nó đã làm mị nương rồi. Nó thấy cái gì mà ngộ ngộ bỏ ra miệng. Tôi biết đó. Rồi lớn lên, khi bắt đầu nó tuổi tới tuổi teen, tới tuổi dậy thì đó, bắt đầu nó biết thương người dân. Là lúc đó là nó đã chính thức trở thành mị nương. Nó nghe thằng nào nó, mà nó ru ru ngọt là nó tin. Nó thấy thằng nào mặt mũi ngó được được làm nó thôi. Ở Việt Nam tôi có biết một chuyện, đó là một bà sư cô năm nay mất rồi. Bà mất tôi mới dám kể cho bà còn sống cho bà giết tôi chết. Ngày xưa gia đình của bà có năm chị em gái. Trời xanh sao mà nó lạ lắm. Gia Việt Nam có cái gì chung vách đi. Âu Mỹ cũng có, Việt Nam có. Chung vách có nghĩa là chỉ cần mình khoét lỗ là thấy anh ghê. Thì cái nhà bên đây là năm đứa con gái, nhà bên kia năm đứa con trai. Có trùng hợp như vậy đó. Thì con gái là chúa tò mò. Lúc đầu á thì cái lỗ vách đó là ngẫu nhiên, nhưng mà sau đó nó không có ngẫu nhiên mà được khắc thêm một cách intentionally. Và đầu đó là naturally. Thì nam gia năm lỗ khác nhau tùy theo chiều cao và sở thích. Và người ta phát hiện ra đó là bên kia cũng có năm lỗ nữa. Bên đây nhìn người bên kia, nó nhìn ta và ta nhìn mình. Và trong năm cái thằng dịch nó thành bằng năm thằng chú ngủ mình và còn một thằng anh cả, nó nổi bật một chỗ không đẹp nhưng mà hàm răng cực đẹp. Và cái con nhỏ chị bên đây nó khoái cái thằng anh cả chỉ vì cái hàm răng. Và nó để ý vào ra chạm mặt, cuối cùng nó thương, nó lấy. Khi nó lấy rồi mới biết là cái thằng đó là thiên hạ đệ nhất cao thủ võ lâm vũ phu. Nó quẩn là nó đánh, nấu cơm sống nó đánh, cơm nhạo nó đánh, cơm khô nó đánh, cơm khét nó đánh, trời mưa nó đánh, trời nắng nó đánh, nó quẩn là nó đánh, nó lẹ là nó đánh. Bị chồng đánh coi như là 30 năm trời. Coi như cái mặt bữa nào mà nó không có bị bầm bầm là bữa nó ăn cơm nó ngon. Chỉ vì cái hàm răng thôi. Rồi cuối cùng nó có cái lạ lắm. Rồi cuối cùng anh chồng thấy con cái nó lớn rồi, ba lấy cho ba biết con lớn rồi. Anh bỏ đi xuất gia và trở thành một vị trụ trì một ngôi chùa ở Sài Gòn. Còn bà thì ta đi làm sư cô. Bà đi làm sư cô ở một ngôi chùa khác không có lâu thì ông mất. Tôi biết cả hai người. Thì câu chuyện nó thấy áp tôi tới bây giờ. Chỉ vì con hầm răng mà nó khổ mấy chục năm như vậy. Khổ lắm nha. Cho nên tất cả chúng ta đều là những mị nương hết. Chúng ta khổ vì giọng hát của Trương Chi. Mà hơn là mị nương trong chuyện này. Gặp mặt rồi thì buông. Còn chúng ta đó thì lúc mà chịu buông thì đã dính cứ ngắt ra nó buông không được nữa. Hiểu không? Đó, bây giờ tôi đã lại. Chính vì không hiểu những cái nãy giờ tôi nói, cho nên nguyên một cái lũ nguyên ở đây đều là cái đám mị nương sạch. Đều là mị nương và mị trâu hết. Có nghĩa là kẻ thì giao cái cơ đồ cho giặc, còn một kẻ thì lụy cái giọng hát mà mê cái người không có ra gì hết. Rồi chúng ta ở đây cũng vậy. Chính vì chúng ta thành tầm lâm, cho nên chúng ta muốn giữ tầm lâm, muốn sở hữu tầm lâm. Chính vì cái này tôi nói thiệt chậm. Chính vì thích tùm lâm cho nên muốn sở hữu đủ thứ. Chính vì muốn sở hữu đủ thứ nên chúng ta không chịu nổi khi mà nó bị mất đi. Thế là chúng ta gọi đó là khổ. Trong cái nhìn của người giác ngộ thì thế giới này chỉ có sanh và diệt chứ không có khổ và vui. Có hiểu không? Có hiểu không? Cái này phải nhức đầu nha. Trong mắt của người giác ngộ, thế giới này không có khổ vui mà chỉ có sanh và diệt. Cái này tôi nói thiệt chậm nha. Cái này chậm lắm nha. Chúng sanh trong đời chia ra nhiều hạng. Hạng thứ nhất
chạy theo cái mình thích, cả đời chỉ có biết trốn khổ tìm vui, chuyện xấu chuyện tốt không quan trọng, miễn là trốn được cái khổ, tìm được cái vui, bỏ cái đắng chạy theo cái ngọt. Đó là hạng thứ nhất, chỉ có biết trốn khổ tìm vui. Hạng thứ hai, có trình độ hơn một tí thì biết hành, biết quan tâm cái chuyện hành thiện lãnh an, hiểu không? Cái hạng thứ nhất là chỉ biết trốn khổ tìm vui, cho nên chuyện ác là cũng làm, cái hạng này chết rồi, chỉ biết đọa. Cái hạng thứ hai đó, cũng có cái ý hành thiện lãnh ác, xin lỗi, cũng có ý trốn khổ tìm vui, nhưng mà không có phải là chuyện bậy nào cũng làm, mà là trốn, hạng thứ nhất là trốn khổ tìm vui bằng cách chuyện bậy nào cũng làm, hạng thứ hai trốn khổ tìm vui bằng cách là lãnh ác hành thiện. Cho nên cái hạng này chết rồi, đi lên. Mà nó lên đỡ, hồi nãy tôi nói rồi, nó hưởng hết cái tuổi thọ nó rớt cái đông bụng, nó đỡ xuống, nghe kịp không? Thế là nó làm ra một cái vòng tròn luân hồi. Như vậy tôi nhắc lại, hai cái hạng đầu tiên là nó đều lấy cái lý tưởng sống là trốn khổ tìm vui, nhưng mà cái hạng số một chuyện bậy nào cũng làm. Cái hạng thứ hai, nó trốn khổ tìm vui bằng cách là nó lấn át thành thiện. Cả thứ ba, nó thấy cả thiện lẫn ác, cả buồn lẫn vui đều vô ngã vô thường, nó chán. Nó vẫn lấn át thành thiện, nhưng mà không phải để trốn khổ tìm vui, mà là để không còn thiện ác buồn vui nữa. Muốn nghe pháp thì tôi giảng cho nghe, mà giảng pháp thì bắt buộc là tôi phải nói từ thấp lên cao, nói cái phần nào dễ gặm thì quý vị còn nghe nổi, mà lên cao chút bắt đầu nó nhức đầu. Mà bây giờ bắt tôi cấm quý vị nhức đầu là không, mà tôi tránh được, hiểu không? Mình học mới là mình học xong lớp 1, lớp 2 thì mới lên tới lớp 8, lớp 10 chứ, mà lên trên thì nó bắt đầu nó nhức đầu nha. Hồi đó mình chỉ biết là cộng trừ nhân chia, mình chỉ biết còn là số dư, không bao giờ phải biết là số âm chứ, hiểu không? Nhưng mà bắt buộc phải học, phải biết tu tập được nha. Thì tất cả chúng ta đều nằm gọn ở trong ba cái hạng mà tôi vừa nói. Hạng thứ nhất, nó trốn khổ tìm vui bằng cách là chuyện bậy nào nó cũng làm hết, lật lọng lừa đảo lương lẹo sát sanh trộm cắp cỡ nào nó cũng làm hết, đó là hạng một. Hạng thứ hai, nó trốn khổ tìm vui bằng cách là nó lấn át hành thiện, tức là nó làm các điều lành, nó tu hành. Hạng thứ ba, nó chán cả thiện ác buồn vui, nó sống thiện để mà không còn thiện ác buồn vui nữa, nghĩa là được giải thoát nha. Đó là một trường hợp. Thứ hai, đó là cách phân tích một. Vừa qua cách phân tích hai, kẻ không biết tu hành gì hết thì chỉ mong nghĩ đến quả lành thôi, tức là mong được cái này được cái kia, ba. Còn mà kẻ mà biết Phật pháp thêm một chút nữa thì họ quan tâm đến nhân lành. Chỗ này không hiểu, tôi nói thiệt chậm. Không biết gì hết thì chỉ mong được quả lành thôi, tức là mong được nhan sắc, được sức khỏe, được quyền lực, được tình cảm, ba. Đó là hạng thấp kém nhất. Ăn rồi chỉ mong được hưởng quả lành thôi. Hạng thứ hai cao hơn một chút, biết quan tâm đến nhân lành, tức là biết là công đức này rồi. Nhưng mà cái hạng thứ ba là hạng cao nhất, chán cả nhân lành lẫn quả lành. Là vì sao? Là vì thế hệ còn nhân lành quả lành là còn sanh tử. Cái hạng này chỉ dốc lòng cầu giải thoát. Và tôi nói luôn một chuyện mà tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, tôi nói trong mắt của tôi, 100 người tự nhận là Phật tử Việt Nam thì chỉ có một người là Phật tử tứ thiệt thôi. Là tại sao? Là cứ trung bình 100 người mà đến với Phật pháp là chỉ có một người là họ chán, chỉ có mặt ở trên đời này. Dù giàu hay nghèo, dù sướng hay khổ, chứ là có mặt là họ chán. Các vị ở đây có biết, có đọc cái ông Giang Vũ Sạc, Giang Vũ Sạc của Phạm không? Biết không? Đờ nữa. Ông này là một triết gia của Phạm. Ông có một cái quan điểm triết học là sự có mặt ở đời nó là một cái sự tẻ nhạt và vô vị. Đời sống bản chất, cái ý nghĩa của đời sống chính là sự vô nghĩa. Nghe rất là kỳ đúng không? Cái bản chất rốt ráo đời sống là sự vô nghĩa. Trong kinh nói rằng phải là bậc thượng căn đại trí mới thấy được cái đó. Trong ba cái khổ này, trong kinh nói cái người mà trí tuệ thấp kém, khi nào họ bị cái khổ, họ mới chịu tu.
Tức là khi họ bị cái gì đó mà làm cho họ chảy nước mắt, chảy máu, họ mới chịu tu. Cái hạng thứ hai là khi họ bị mất mát cái gì ngọt ngào, họ mới chịu tu. Và cái hạng thứ ba là bậc đại trí, bậc thượng thừa đó. Họ thấy ngay sự có mặt của mình ở đời nó đã là đáng chán rồi. Tôi hỏi các vị nha, các vị không cần trả lời, cứ tự trả lời với mình. Các vị nghĩ sao? Các vị có biết cái phim Twilight của Mỹ không? Phim đó là phim Macaron, phải không? Cái phim đó nó có một câu nói mà đáng để mình quỳ mình lạy mỗi đêm, giống như mình lạy tượng Phật vậy đó. Cái câu đó, cái câu mà trong cái phim đó nó đáng để mình quỳ lạy mỗi đêm. Đó là chàng hỏi nè: chúng ta, nếu mà chúng ta sống hoài không chết thì chúng ta sẽ sống cho cái gì? Hiểu câu này không? Hai đứa ôm nhau mà chàng hỏi câu: em ơi, nếu tụi mình bất tử thì không chết thì mình sẽ sống cho cái gì? Cái câu này tôi e rằng cả một cái rừng người này không, thứ nhất không ai quan tâm đến, và câu thứ hai, và cái vấn đề thứ hai ai nghĩ là thằng này nó bị điên. Vấn đề là mình đi hay thằng nội nó đi. Các vị tưởng tượng nếu mà các vị sống sống hoài không chết để làm cái gì? Ngủ xong vậy ăn xong rồi ngủ, rồi bắt đầu yêu đương, hờn giận, ghen tuông, rồi bắt đầu ăn, bắt đầu ngủ, rồi bắt đầu yêu đương, hờn giận, ghen tuông, xa nhau đi tìm, chán nhau thì bỏ nhau đi kiếm đứa khác. Mà cứ như vậy nó cứ dòng như vậy. Có một câu chuyện mà tôi tâm đắc lắm. Đó là một câu chuyện được kể trong tù. Tôi kể hoài câu chuyện là trong tù có cái lệ là ban đêm anh em tù nó thay phiên nhau kể chuyện kiếm hiệp, kể chuyện Tam Quốc, Thủy Hử, chuyện Dưỡng, chuyện Ma, chuyện Tiếu, ngâm thơ, hát, ai biết cái gì làm thế để cho nó bớt kể nhà. Thì anh chàng nó bị kêu án mấy chục năm, đêm nào anh cũng nghe bạn tù kể chuyện ma, kể chuyện tiếu, kể chuyện tâm quốc, kể chuyện dân dung hết. Mà anh đặc biệt anh còn anh nghe, nhưng mà anh không có tốn góp gì hết, không biết ngâm thơ, không biết ca hát, anh biết thì mắt, anh biết ngồi nghe rồi. Thì cái thằng đại ca là thằng đại bàng ấy, trong cái phòng giam á, mới nói thế này. Anh hết hàm, anh nói: mày 8 năm trời mày còn là nghe không mà tao không thấy mày đóng góp. Anh mới giải đầu đó: anh biết em không có tài gì trơn á, ngâm thơ ca hát em không biết, chuyện tiếu chuyện ma em không biết, kiếm hiệp kim dung em cũng không biết, Tam Quốc Thị Hử em cũng không biết, thì thôi em ngồi em nghe. Cái nói: không, bây giờ mày ở đây anh em người ta có này có kia, mày phải đóng góp. Cái anh giải đầu nói: dạ thôi bây giờ em kể chuyện của em được không? Cái thằng đại bàng nó tôi kể chuyện gì cũng được, chứ bây giờ nghe mày kể tôi cũng chán rồi. Rồi anh kể, anh nói: nhà em hồi xưa bán gạo, ông cố em bán gạo mới truyền lời cho ông nội cũng là người bán gạo, rồi qua đến đời bà em cũng bán gạo, rồi đến đời em cũng bán gạo. Cái ông đại ca nó nghe bắt đầu nó gáp rồi, nói: rồi sao nữa? Anh nói: dạ bữa cái năm đó trước khi em vô tù, trước khi em vô tù là nhà cũng bán gạo, rồi nó bị nước lụt thì mấy bao gạo của em kéo lên trên cao nó bị nước. Người ta hỏi: tại sao mà phải đem bố mẹ vào đó? Bố không thương hả? Thì trả lời thế này: dạ thương. Không thương sao được, ba má mà sao không thương? Nhưng mà không đem vô cũng không được là tại sao? Thứ nhất, chăm sóc hai cụ có ai giỏi hơn y tá không? Có hiểu không? Không ai bằng, đúng không? Mình thương bằng trời, nhưng mà mình có thích 24/24 không? Không. Thứ hai, các cụ bị sạch nước sạch cơm mình có làm bằng y tá không? Không. Chưa kể mình chăm sóc riết mình có quải không, có cọc không? Đừng có nói dốc nha, có cọc à. Các vị không tin, nhà máy rồi tôi nằm dài trong vòng một tuần nha, các vị phồng lên phồng xuống các vị biết cái mùi. Chứ đằng này mỗi ngày cái thời gian mà mình cái tiền mà mình thuê người ta làm á, thôi mình để mình đi làm, mình lấy tiền mình trả cho đứa khác, mình sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, hiểu không? Một ngày tôi đi làm tôi kiếm được 200, tôi là kỹ sư mà.
Đằng này tôi ở nhà một ngày tôi mất 200, 400, hiểu không? Trong khi cái tiền thay tôi chỉ lấy lại một phần lương của tôi thuê người chăm sóc cho bà má tôi tốt hơn là chính tôi đã chuyên nghiệp, đã không chuyên nghiệp rồi mà còn lại mất một số tiền lớn nữa. Nói là hiểu không? Ngay cả con của tôi còn đi khe, tôi còn gửi đi khe mà. Bởi vì tôi phải đi làm, cái tiền mà tôi có nó đủ để cover hết, vừa là đê khe cho con mà vừa chăm sóc cho bố mẹ mà còn như ở Việt Nam nữa. Nhìn kịp không? Còn bảo hiểm còn bao nhiêu thứ. Còn đằng này các vị đòi tôi chí nhiếu đem bố mẹ về nuôi chăm sóc tại nhà, ok tôi sẽ làm cho con, nhưng mà đứa nào đi làm đấy? Thế là con lạy mẹ, con lạy bố, con gửi hai cụ vào nhà già cho con nhờ. Đừng có gọi mà nó dốc. Còn cái chuyện mà trong nước mà đem bố mẹ về nuôi là tại vì cái bối cảnh xã hội nó khác, có hiểu không ta? Và tôi đã chứng kiến rồi, tôi chứng kiến rồi, tôi thấy tận mắt nó nuôi riết đó. Nó khổ thế nào không hay, khổ nó bực á, rồi lâu lâu nó quăng vài câu mà mình ngồi mình nghe mình ướt nước mắt. Không phải nó bất hiếu nhưng mà nó mệt quá đi, trời nắng mái tôn thấp, trời hầm hập, trời nóng nắm mắt, mồ hôi mồ kê hôi hám, con thì nó khóc ẹ ẹ ẹ, rồi con heo con gà chạy ra chạy vô, mình thì cũng thân xác con người mà cũng biết bệnh, cũng biết đói, cũng biết nực, mà má thì nằm rên hì hì, trời ơi cảnh nó khổ như là địa ngục. Mà tôi ghét nhất là nhiều người là họ lại nói dối đó. Họ chối là không có bố mẹ của tôi thương, nhưng mà hỏi thiệt chứ bây giờ đem giao cho người ta nó nhẹ đi bao nhiêu, rồi mình có thương mình chạy cái đồng chăm sóc đó. Bây giờ thì mình nói cho thấy người hạ căn ích trí thì phải gặp cái khổ khổ, bị cái gì đó họ mới sợ. Cái bậc trung thừa đó là họ bị mất cái gì đó, mất cái gì ngọt ngào là họ đã đi tu rồi. Còn cái bậc thượng thừa, bậc đại trí là họ chỉ cần họ thấy cái sự tẻ nhạt của đời sống, cái sự vô nghĩa của đời sống mà họ đã buông rồi. Họ cứ nhớ hai con một hồn rồi họ chán lắm. Và tôi biết tôi nói cái này nhiều vị trong đây không đồng ý, nhưng mà tôi bắt buộc nói pháp tôi phải nói thiệt. Tôi không có vợ, các vị biết mà, nhưng mà tôi thoảng tôi vẫn lén hỏi, tôi phải hỏi chứ. Đời tu hoặc là đời sống có lòng hành trình tự vấn dạ sao tại giống như tuổi đi tu tào lao, tôi của tào lao ra nó tao. Đời sống đó là một hành trình để mà tự trả lời những câu hỏi. Tôi hỏi các vị, có cái gì nó tẻ nhạt cho bạn mình sống bên cạnh một người mà không có gì để cho mình ghen, hiểu tôi đó không? Mình ở gần cái người mà mình không có gì để mất thì mình có lý do gì nợ họ hay không? Tôi biết tôi nói có hiểu không? Nó quá vô duyên đi, tự nhiên mình đi giác một người về mà nó mất nó còn kẻ cha đó, mình không có biết, hiểu không? Hiểu không? Dạ, hiểu. Nó rất là vô duyên. Tự nhiên mình đi khiêng một cái người về mà nó mất nó còn kẻ cha nó, mình không có gì đấy mà mình đã mất vậy, lấy là cái gì? Rồi bây giờ mình lấy về một người mà đủ sức làm cho mình ghen, đủ sức làm cho mình sợ mất thì nó quá khổ đi. Tôi nói hiểu không? Chứ vậy cả hai cái điều là vô lý hết. Cho nên cái người mà bậc thượng trí thì họ nghe nó nói đến đời sống, nghe đến hôn nhân mà họ đã nổi da gà rồi. Không có gì nó vô duyên như bạn đi khiêng một người tào lao về mà nó mất nó còn kẻ cha đó, đấy làm cái gì? Còn thứ hai, lấy về một đứa mà tới gần cứ lo vậy, ôi trời trời, tạm nữa, nó về ra. Nó đi chùa, bây giờ nó kêu này. Cuối tuần thì có vẻ mà đang quyết đê mà. Quyết đê thì nhiều lắm thì ở sở chạy về chùa chút xíu, tầm phải số 8 giờ, mà sau 10 giờ nó cũng về, bắt đầu nó lo, hiểu không? Mà khi bản thân mình bệnh nè, mình già, mình tuổi mình năm nay 50-40 là mình cũng bắt đầu mình già rồi. Mình ngay cái thân này mình lo chưa kịp rồi, phải lo cho nó, sợ nó đi theo ai. Cho nên có cái có làm chủ một thứ mà mình không sợ mất thì cũng chán, boring quá. Mà làm chủ một thứ mà mình cứ canh cánh sợ mất thì khổ quá. Một cái thì chán quá, cái khổ quá, thấy kịp chưa? Chính vì vậy cho nên bậc thượng trí họ chỉ cần họ thấy sự có mặt ở đời này là họ đã thấy hoại rồi. Chán nãy giờ tôi nói cho các vị ớn lên tới ốc luôn, hiểu không? Dạ. Còn đằng này mình vô mình
suốt một thời gian mình sống nhau bao nhiêu năm, mà cái giây phút mà chúng ta đem lại cái ngọt ngào cho nhau tính đi, nó phải nhiều lắm. Mà thời gian chúng ta chịu đựng nhau nhiều hơn. Chúng ta giống như những chiếc thuyền đi trên biển. Đi trên biển mà không chở theo nước thì lấy thủy vũ, mà chở nước nhiều tàu nó chìm. Có hiểu không? Chúng ta là những người lính bị trọng thương, máu chảy ra như suối, mà đã máu chảy ra nhiều thì chúng ta bị khát nước, đúng không? Mà bị trọng thương, ngủ nước nhiều thì máu nó loạn. Có hiểu đó không? Có đúng không? Nó khát gần chết mà không dám uống, uống vô nhiều thì nó chết, mà không uống thì nó khát. Thế là vừa uống mà vừa run. Có hiểu không? Hoặc là hôm qua chúng tôi nói chúng ta là những người bị bệnh lao, càng gãi thì càng lỡ, mà càng lỡ thì càng gãi, mà càng gãi thì nó càng lỡ càng ngứa, mà càng ngứa thì càng gãi thì nó càng đã, mà càng đã thì càng gãi, mà cứ như vậy mà cả một đời cứ ngồi gãi, cái lát khô đi trước, lát ướt thì sao, hay lát gặp nhau sao rồi mà gãi, cứ gãi suốt một đời, gãi từ đời này qua kiếp khác. Đời sống này there is no any happiness but resolution only. Đời sống không có hạnh phúc mà chỉ có giải pháp. Đời sống không hạnh phúc mà chỉ còn là giải pháp. Những cái mình gọi là hạnh phúc nó toàn là giải pháp hết. Đau bụng lắm, bước vô cầu ngồi xuống, hạnh phúc. Có đúng được không? Dạ, đau quá. Chờ chút mới mình không mình. Dạ. Dòng trước dòng sau vô ngồi, kéo cái chốt cửa, để xuống phòng khác. Cái hạnh phúc đó là do nó là resolution. Đói quá có gì đó giọng vào mồm thấy ngon, đó là resolution. Mệt quá buồn ngủ quá có một cái chỗ thả lưng sung sướng, đó là resolution. Có lúc nực quá có cái gì đó làm cho mát, đó là resolution. Nực quá lạnh quá có gì đó đắp lên mình thấy đã, đó gọi là resolution. Như vậy thì tất cả những cái mình gọi là sung sướng nó đều là resolution, nó đều là giải pháp. Thương nhau quá, xa nhau là khổ, gặp nhau rồi nó đã lắm, nó vui lắm, mừng chạy đến mắt, nó gọi là resolution. Đời sống không hạnh phúc, nó chỉ đòi là giải pháp. Nó ngứa là khổ, gãi được là hạnh phúc. Mà thật ra nếu mà nó rốt ráo, cái đã đó nó đi ra từ đâu? Từ ngứa. Đúng không ta? Yeah. Chứ cái cô này có không có không có bị ngứa thì đối với cô cái chuyện gãi đó quá là nhu cầu, đúng không? Nhưng mà khi nó bị ngứa thì nó thể gãi là một nhu cầu. Sẵn đây tôi nói luôn, bây giờ các vị không có tu hành kỹ móc gì hết, các vị không có biết là cái thân này là cổ, mai này các vị tu thiền các vị mới thấm thiết cái lời tôi nói đêm nay. Ngồi yên lại, xếp bằng, xếp bằng mình nhắm mắt lại, hết vô biết rõ là hết vô, thở ra biết rõ là thở ra, không điều khiển, chỉ theo dõi. Nhớ nha, không có điều khiển nha, để tự nó vào đây thì tự nhiên nó có nhu cầu nó đẩy ra. Hết vô là oxygen, thở ra là carbonic, nó đầy rồi tự động nó có nhu cầu nó thải ra. Nó ra đến một mức nào đó tự động nó có nhu cầu nó kéo vô, đúng không? Lúc đó mình mới thấy cái thân mình là của mình, cái hơi thở này là của mình, không phải là của mình, mà tự động nó không màng cái chuyện mình muốn hay không. Bằng biết mình ngủ mình vẫn thở, đúng không? Đó là cái nhu cầu sinh học, nhu cầu tự nhiên. Nhưng mà cái cũng nói là chuyện khác. Khi mà theo dõi hơi thở như vậy, chúng ta mới phát hiện ra một chuyện, đó là cái lưng 15-20 phút sau bắt đầu nó đau, hai cái đầu gối bắt đầu nó đau, hai cái vai bắt đầu nó đau, cái thắt lưng bắt đầu nó đau. Chưa hết, nó còn nhiều nữa. Ngứa. Bên cái đi một lát nó tắt đèn làm nữ đi. Cứ ngồi thẳng bắt đầu ngứa. Hồi đó giờ sao không nghe, bây giờ tâm nó lăn bắt đầu nghe. Ngứa nghe cái đèn là ngứa đi. Sau đó nó làm đây cái. Một nhọn cái chỗ này. Gãi cái. Nhưng mà nhớ, ngứa biết là ngứa. Muốn gãi biết là muốn gãi, và nếu đang gãi biết là đang gãi, dễ chịu biết rõ là dễ chịu, hiểu không? Đó là thiện. Thì lúc đó bà con mới biết, ồ thì ra cái thân này nó nhiều vấn đề như thế. Mà cái từ đó giờ mình sống lăng xăng như con khỉ, tâm vi ý mã, mà mình không có ngờ cái thân này nó nhiều vấn đề như vậy. Có
Có hiểu cái đó không? Lúc đó mình mới thấy bản thân cái thân này chính nó là một cái khổ rồi. Chưa kể nó chỉ nó bị cái gì chưa biết, chỉ biết là cái sự có mặt của nó đã là khổ rồi. Có anh chàng đó, tôi kể qua câu chuyện anh bị xe đụng, bị cái nát cái chân. Người ta mới thay cho anh cái chân mà cắt từ một cái xác, cái xác của người hiến tạng á, biết không? Cắt cái chân đó thì gắn cho anh, cảnh giang kia cũng bị tai nạn, nhưng mà cái chân còn mới xài được, cắt mới gắn cái chân. Thì ban đêm mỗi lần mà anh đi ngủ, mà anh nằm trong phòng mà anh bị ngứa, anh gãi á, mỗi lần anh gãi bên đây thì anh không biết sao, mỗi lần anh gãi bên đây anh tưởng cái thằng này chết rồi, hiểu không? Hiểu tôi nói gì không? Mỗi lần anh gãi chân bên đây nè, là anh cứ nhớ là cái thằng mà chủ của chân này nó chết rồi. Mỗi lần anh gãi bên đây đừng có gì, mỗi lần anh gãi đây anh rùng mình. Cuối cùng anh chịu không nổi, anh chạy vô chùa kiếm sư phụ là thiền sư. Nói sư phụ, từ cái ngày mà con gắn cái chân của thằng mùng kia vô đó, con sợ quá, sư phụ ngủ mà cứ nhớ cái này của thằng chết rồi, xong rồi. Sư phụ hỏi chú hai cái chân nào của con, hiểu không? Hai cái chân là của con. Anh nói dạ chân này của con. Rồi sư phụ hỏi còn cái chân bên đây của ai, dạ của thằng kia. Không, sư phụ nói không, trước đó kìa, trước khi gắn cái này kìa, trước khi gắn cái này thì cái chân mà mất là của ai, dạ của con. À, nếu nó của con thì người ta không ở đây mà nó đi đậu, hiểu không? Có hiểu không? Trước khi gắn cái chân này thì cái chân kia là của ai, dạ của con. Thì ngày mới nói nếu mà của con thì bây giờ nó đi đâu rồi, nó dạ thì cái duyên nó mạng nó đi. Nghe nói nếu mà nói như vậy thì hiện giờ cả hai cái không cái nào của con, nó có thể về gã cho đã đi. Bởi vì nếu mà con nói nó là của con thì theo con ngày mai là nó có khả năng bị mất không? Dạ có khả năng mất, nó hoàn toàn absolutely. Dạ thì ngày ông thiền sư nói ở giờ con hiểu chưa? Có nghĩa rằng cái mà con gọi là của con, cái chữ của nó là cái chữ mai nghĩa, nó chưa mất thì mình gọi là của, hiểu không ta? Tối nay về đọc cái câu thần chú này đi, chưa mất thì gọi là của, nó mất rồi là thôi. Có nhiều câu mà tôi kêu Phật tử nghe vậy, tôi kêu xăm mấy câu này mà con tưởng làm, mà con tưởng nói đùa, để gọi nó thật, tôi kêu xăm rồi đúng. Có những cái nghe nó rất là kỳ, nghe nó không có cái mùi đạo, nhưng mà thật ra nó là đạo đó. Cứ nhớ câu này, chưa mất thì gọi là cũ. Mà tất cả chúng ta đây cả một đời khổ như trâu chỉ vì cái chữ của đó. Vợ của tôi, chồng của tôi, đồng hồ của tôi, nhà của tôi, dây nịch đồng hồ, mắt kính của tôi. Chính vì cái của đó mà chúng ta đi tìm Gucci, Chanel, Prada, trong lúc mình nhận phát ra là khi nó chưa mất thì nó là cũ. Cái kiểu câu mà sẵn ra tôi mở ngoặc tôi nói luôn, cái câu nói là tiết kiệm tiền cho một tử nè, xài đồ vải đừng xài đồ da, mua hàng chi ba cái đồ mà mấy cái giỏ da mấy ngàn đồng nó xước một cái không dám mang dục luôn, biết không? Hiểu đó. Nếu nhìn mấy bà mà đem cái túi mà đặt tiền của tôi nhìn tôi xót lắm. Nói trời chứ không phải là ba chia mình chừng phân nửa cái giỏ đó mình khỏe rồi. 3.000 cái giỏ có tính không? Có nhiều cái giỏ. Các vị có biết cái chữ Hermes không? Hermes. Cái giỏ đó nếu mà palladium mà Birkin là nó lên tới 80.000 một cái giỏ đó, biết không? Chỉ có 10 anh. Biết, dạ biết. Mấy chục ngàn đó. Mà tưởng sao nó bị xước cái là sẽ quạt dục. Nó lấy dục được giấu trong nhà, giấu xài. Cho nên nó chỉ là của mình khi nó chưa bị mất, chưa bị hư. Khi bị mất, bị hư, bị trầy, bị xước rồi thì cái chữ của kia phải xét lại, hiểu không? Bây giờ hiểu chưa? Đây là lý do vì sao Đức Phật Ngài nói hết mọi sự thật cho mình nghe, được chưa? Là Ngài nói mọi sự thật cho mình nghe, không phải là Ngài bôi cho xét trấu nói sống cuộc đời, không phải. Mà Ngài chỉ muốn nói hết thì sự thật cho mình nghe để mình đừng có nắm nữa. Bởi vì sao? Có ý nắm là bắt đầu khổ, có ý nắm là khổ, có ý muốn sở hữu là mình đã bắt đầu một cuộc chơi khờ dại rồi đó. Tuyết để nguyên như vậy nhìn thì ok, thấy thích lắm, hốt một đống đem về nhà có được không? Hả? Tôi thấy đỉnh, tôi thấy chỗ tuyết nó đẹp lắm,
tôi mới tôi là triệu phú, tôi mới thuê người ta xúc 50 xe đem về nhà. Nó tưởng không ai chơi ngu hết. Cho nên ấy, hạnh phúc thế giới là để nguyên như vậy thì ok, nhưng mà có ý sở hữu nó thì nó không còn như vậy nữa, nó không còn như mình nghĩ nữa. Bởi vậy ngày hôm qua tôi nói với kể cho con nghe câu chuyện mà cắt chu cầu kim, là cái ông Công Tử mà ông đi qua sông nó làm rớt thanh gươm, nó kêu thằng đệ tớ nhảy xuống mò đó. Thì mình ai cũng tưởng là cái thằng đệ tớ đó nó ngu, nhưng mà thật ra chính mình trong đời sống mình cũng là ngu như thằng đệ tớ đó vậy. Tức là mình thích một người, mình thích một vật, mình cõng nó về thì cái mình cõng về nó không còn như là cái thứ mình mong nữa, hiểu không? Cái mình chớm thấy buổi đầu đó và cái mình đem về nó là một thứ khác. Và cái hôm qua lúc mình thích cái vật đó là mình là một con người khác, nhưng hôm nay mình lại là con người khác, hiểu được không? Chúng ta luôn luôn đổi khác, tin tôi đi, chúng ta luôn luôn đổi khác. Bởi vì nếu không đổi khác thì làm sao một đứa bé nằm nôi mà nó trở thành ông cụ 90 được, hiểu không? Chúng ta luôn luôn đổi khác, chúng ta luôn luôn trở thành một con người mới, cho nên chúng ta mới leo từ 30 nó lên tới 40 tuổi chứ. Rồi từ 40 nó lên tới 70 rồi 80 chứ. Chứ còn nếu các vị học chúng ta tôi là luôn luôn là như vậy là sai. Bởi vì nếu như vậy thì tại sao chúng ta mới đi nhuộm tóc? Ê, có ai nhuộm tóc không? Có nhiều người sửa tiếp tối ngủ mắt nhắm không nổi luôn. Có cái bà đó, bà giáo dân Thiên Chúa, đi nhà thờ rất là xin xui một cái Chúa gọi hơi sớm, ba mấy tuổi xe đụng chết ngắt về trời, phải gặp Chúa phải khóc, phải nói con đóng tiền cho nhà thờ mỗi tháng nhiều hơn người ta, đi nhà thờ không sót Chúa nhật nào, chỉ mà Chúa gọi sớm quá thì Chúa mới lật cuốn sổ ra, Chúa coi ok đúng là lộn kêu lộn đứa khác, trước chỉ còn lộn mình, bởi vì Chúa nói tôi mới nhớ. Còn cái ông cha ông đi đánh góp với giáo dân, cái kê gì đó thôi. Đánh góp giáo dân mà cái thằng giáo dân mỗi lần đánh tặc cái nó chữ thề. Ông mới nhắc nó với mình, con dân nước Chúa mình không nên nói tục, Chúa phạt. Thì anh xin lỗi cha, anh lát nào anh đánh tặc một ngày nó chữ thề nữa thì cha nó nè, không có chữ thề nó đánh nó chữ nữa là Chúa phạt. Thì ông cha vừa nói xong đó, thì trời xét đánh xuống cha chết ngắt. Hai giáo dân chết mà ông lại ông cha chết. Thì ông cha ông lăn lăn chết thì lúc trên trời có một tiếng nói giọng xuống, tao còn đánh trật nói gì nữa. Cái hiểu không? Tức là lẽ ra mặt đất là giáo dân mà xa quá trúng cha, cho nên khi mà xé cái đất rồi đó là trên trời có một tiếng nói tao còn trật nói gì nữa. Thì cái bà này đó là coi như là bà đi đại thờ mà coi như là rất là xiên đùng một cái là khi mà Chúa gọi bởi vì đã không mới khóc với Chúa mà nói là Chúa gọi con sớm đây thì Chúa ok ta còn lộn mà ok cho con xuống trong tiết tưởng sao cho bà xuống mà Chúa nói kỳ này là cho con xuống sống 100 được không, nó được 100 là được rồi, sống sâu lâu quá thêm 6 thôi rồi đất thôi 100 được bà mừng Chúa mới hí hửng mà đỡ về sống ngon là được có mấy năm xe đụng chết ngắt. Trời ơi, phải trở gì đấy, phải khóc một chặt nữa. Mới nói Chúa cho con 100 mà sao mới có mấy năm Chúa đòi về là sao? Bà mới, ông Chúa mới kêu mỹ sinh, hỏi, sao vậy? Kỳ trước là lộn. Ta đã nói không có bắt nó, mà sẽ bắt nó hoài vậy? Thì quý sinh kêu dần dần nó rồi, chết rồi. Bà đi thẩm mỹ, con nhìn không có ra. Dễ sợ. Từ đó thì sao mà tôi gặp cái màu dễ sửa, lo dữ lắm. Còn thả nó về thì mặt mũi nó khác, nó về nó chằn nó kéo nó bơm cái này nó cắt cái kia nó xẻo cái nọ nó làm riết mà bây giờ cũng chứ nó gờm nó thấy khổ chết đi luôn. Cái chuyện gì tào lao kể cho con được ngủ bên, nhưng mà nó bổ sung cho cái điều ta đang nói, hiểu không? Có nghĩa là chúng ta thấy nó hay ho lắm, chúng ta nếu kéo một lúc rồi đó thì sốc. Như vậy thì do vô minh không hiểu mấy cái điều mà nãy giờ tôi nói đó, cho nên nó mới do vô minh nó mới sinh ra hàm đây, cái nghĩa là các nghiệp thiện ác. Tại nói tào lao mà gọi là 80 mấy rồi dễ sợ chứ, mà phải nghe mấy này, phải nghe để cho nó bớt phèn ở trong đầu mình, phèn
nó đóng một lớp dày như thế này. Tôi kể chuyện tiếu không phải để cho bà con vui cũng phải, mà tôi muốn cho bà con lâu lâu tỉnh một chút vậy thôi. Chứ còn mà cái quan trọng nhất vẫn là cái đến đây không phải để vui, mà đến đây để cho giật mình, để cho nẻo. Nghe đạo đi, cho nó giật mình, chứ đừng ai nhéo mình một cái vậy đó. Mình đang ngủ mê, có người nhéo một cái. Mỗi một bài giảng là một lần mình bị nhéo. Hãy nhớ thế này, đêm nay còn hợp mặt, còn vui vẻ. Mai này không biết lúc nào chết tôi không phải nói, mà tôi nói sống. Mai này biết lúc nào nằm co ro trong nhà già, nằm co ro trong một gian phòng vắng, tay chân muốn dở lên không được, hiểu không? Khả năng nó rất lớn, cực lớn. Mình không biết là lúc nào, lúc đó mình mới tiếc là tại sao mình không nghe đạo sớm hơn. Các vị có biết không, trong kinh có một cái chữ rất là thơ mộng để gọi cho có quả vị thánh nhân tu đầu quần, đó là chữ đắc sanh nát. Chữ đắc sanh nát, chữ đắc sanh nát. Nói thì nó có nhiều nghĩa, nó là view, view là cái nhìn, mà cũng có nghĩa là meeting, meeting. Thì đó sẽ nói đó là cái view mà cũng nhận định. Mà dịch một cách thơ mộng á, cái lần chứng thánh đầu tiên trong tiếng Pali Đức Phật ngày gọi là tạch sanh nát, có nghĩa là sơ ngộ. Sơ ngộ là gì? Là thấy nhau lần đầu á, gọi là sơ ngộ. Cả một dòng luân hồi thâm thẳm, sữa mẹ mình bú nó nhiều hơn là nước bốn biển, máu và nước mắt mà mình đổ ra nhiều hơn là nước trong bốn biển, trong suốt thời gian dài đằng đẵng và thâm thẳm ấy, chúng ta chưa có một lần, chưa có một cơ hội nào chúng ta biết rõ mình là ai, là cái gì, ở đâu mình tới, mình sẽ đi về đâu. Trong suốt thời gian thâm thẳm ấy, bốn cái câu hỏi đó chúng ta không có trả lời được. Đó là ai, ở đâu tôi tới, tôi sẽ về đâu, và bây giờ tôi nên làm gì, đó là một câu hỏi. Rồi có một ngày khi mà chúng ta chứng thánh, hỏi đủ duyên là chúng ta chứng thánh, lần đầu tiên chúng ta hiểu mình là ai, lần đầu tiên chúng ta chạm mặt với bản chất của chính mình, kinh gọi đó là ngày sơ ngộ, lần đầu hai đứa gặp nhau. Cho nên các vị còn nhớ, trong kinh nói bất cứ vị Phật chánh đẳng giác nào ngay trong cái ngày đầu tiên mà thành đạo đều có tự cảm hứng một cái bài kệ mà nội dung như sau: lang thang vạn kiếp luân hồi, tìm không gặp kẻ xây ngôi nhà này, ôi đời sống thật buồn thay, bèo mây bến vụ vần xoay lối về, hỡi này anh thở nhà kia, rui mè kèo cột gãy lìa nát tan, bao tha mái thải tiêu tàn đàn, bao tha mái thải tiêu tàn, tâm ta thắng đạt niết bàn thành thời. Khi mà các ngài thành Phật rồi thì tất cả cái cảm xúc đầu tiên, thì ra ta hiểu rồi, cái thế giới này nó được cấu tạo ra sao, cái thanh tâm này nó được cấu tạo ra làm sao, hiểu rồi. Đây sao thì kia vậy, kia sao đây vậy. Lần đầu tiên các cái hiệu họ thì ra cái structure của thế giới này nó được build như vậy đó. Do thích tầm lâm cho nên nó có tầm lâm, mà nó do nó có tầm lâm cho nên nó đổ vỡ, nó gãy nát tầm lâm. Nghe kịp không? Có sanh thì có diệt, mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Và chính vì chúng ta không chấp nhận cái sự thật mà có rồi phải mất, chúng ta cứ thấy có rồi chúng ta sợ mất, hiểu không? Khi hiểu được bản chất của đời sống nó là gì, mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất, ngài an nhiên nhìn thấy mọi sự bằng sự thanh thản. Có người hỏi ngài sẽ lại phát thấy ngài ngồi trong rừng một mình, ngài ngồi im ru cái này nè. Có người hỏi ngài thì chứ không biết mấy người như ngài vậy đó có ham sống, có sợ chết không? Như tụi tôi thì có rồi đó, nhưng mà ngài thấy ngài còn ngộ làm sao á, ngài làm như ngài không giống tụi tôi. Thì ngài nói đi, ta không ham sống mà cũng không muốn chết,
ta chỉ chờ cái duyên tới trái mà nó chín rồi nó rụng thôi. Hôm nay ta vẫn phải ăn, vẫn phải uống là vì ta không muốn cái lá, cái trái còn xanh mà phải rụng, hiểu không? Chứ mai này cái trái nó già, nó chín, nó rụng thì đó là chuyện bình thường. Cái câu nói rất là đáng để mình suy nghĩ. Hôm nay ta vẫn phải ăn uống sinh hoạt như mọi người là bởi vì cái trái này còn xanh, nó cho đến lúc nó rụng chỉ vậy thôi. Ngày sau là phát công việc rụng là ngày upasi đó. Buổi trưa đó hai anh em đang ở trong hang núi thì người em ruột cái ngày sau phát cũng là một vị A-la-hán bị rắn cắn, thì người em nó mới nói thế này: sư huynh ơi, em bị rắn cắn rồi và con rắn của nó độc dữ lắm, em phải dùng thiền định em kèm nó lại để nói chuyện với sư huynh, chứ đúng đang gặp người thường là đã đi nãy giờ rồi. Thì ngày sau phát thì hỏi bây giờ giúp được gì cho sư đệ đây, thì người sư đệ người Upasina nói là sư huynh nhờ anh em khiêng đệ ra ngoài sân giùm tỷ đệ, không muốn chết ở trong cái hang này nó sẽ bất tiện anh em á, trong hang mà có người chết không có hay gì đó. Thì các vị tỳ kheo á khiêng ngài ra ngoài sân, thì trong lúc mà đang nói chuyện với nhau như vậy đó thì ngài rất là phát ngài khen, ngài nói sư đệ thiệt là đặc biệt á, bị rắn độc cắn gần chết mà nhìn cái mặt vẫn sáng sủa, tức là em mình gần chết mà còn khen em đẹp trai ghê. Tỉnh hai vị a la hán với nhau, thay vì mình nghe vậy là mình quýnh lên, ngày cũng biết là biết là bây giờ là vô phương rồi, nhưng mà ngày tán thán có chữ đăng bông đó nhìn đó, thiệt là lạ ha, một người biết mình sắp chết mình bình tĩnh thanh thản như sư đệ là rất hiếm. Thì ngày Upasida em được người đó là thế này: từ lâu lắm rồi em không xem nó là của em, cho nên bữa nay nó có ra sao em tỉnh bơ, cho nên cái chuyện này em tư tỉnh đó là chuyện bình thường. Mình gần chết mà nghe hai người nói chuyện mặt thèm á, nghe muốn chết theo. Cho nên tôi có một cái câu khấn thế này: ơn lớn tam bảo trên cao và phước báo của riêng tôi không mong sống lâu, tôi chỉ mong chết bình thản, hiểu không? Đêm nay về tôi nguyện câu đó: con không cầu trường thọ, con chỉ mong chết ngon lành thôi. Chết ngon lành là sao? Chết trong một cái tình trạng tâm lý thanh thản, khẳng phải đừng có coi thường cái đó. Một cái lời nguyện mà nó được lặp đi lặp lại nhiều lần, nó trở thành một sức mạnh kinh khủng lắm. Tin tôi đi, tin đi, một năm, hai năm, năm năm, mười năm, cái lời nguyện nó trở thành sự thật. Con không mong trường thọ, con chỉ muốn chết ở tuổi nào đi nữa thì cũng xin được sự thanh thản lúc chết, không sợ hãi, không tiếc nuối. Có ba kiểu chết mình nên lắng nghe. Kiểu chết thứ nhất là thanh thản, bình tâm ra đi trong sự vui vẻ. Đó là cái chết của bậc thánh, cái chết của người liễu đạo nha. Chắc phải ghi rồi, có ba kiểu chết. Cái chết thứ nhất là kiểu chết của người liễu, em chữ eo liễu đạo là chính đạo. Cái chết của người liễu đạo là ra đi trong sự thanh thản, nhẹ nhàng. Cái chết thứ hai là cái chết của người hiểu đạo. Cái liễu là chữ eo, còn hiểu là chữ ít, phải không? Hiểu đạo. Cái chết của người hiểu đạo là ra đi trong cái sự chán chường, chán chường ấy. Và thứ ba là cái chết của người vô đạo. Vô đang phải là vào, mà vô đây là không nha. Vô là không. Cái chết người vô đạo là sợ hãi, hoảng loạn, tiếc nuối. Có hiểu không ta? Thì cái chết đầu tiên là cái chết ngon nhất, cái chết thanh thản, vui vẻ. Cái chết này là ngon, là cái chết của người liễu đạo. Xanh như đất chăn đông mà tử như thay áo hạ, nghe câu đó chưa? Có nhiều khi mình không có tu, mình nghe câu mình tưởng là mấy tổ nộ mà đã có thiền. Ở câu cái chuyện sanh tử nó giống như là đắp chăn đông áo, mùa đông thì đắp mền, mùa hạ thì mặc áo tay ngắn, chỉ vậy thôi. Tôi không có làm cái chuyện quảng cáo rẻ tiền, nhưng mà phải cho tôi nói câu này: tôi có dịch và có bình một cuốn thơ của Nhật, tôi
có dịch và có bình, một cái bộ quyển thơ của Nhật Nhật Bổn. Nguyên tập thơ đó là gồm toàn là mấy bài thơ mà của mấy người mấy ông thiền sư hấp hối không mà. Toàn là thơ haiku, haiku là thơ ngắn 3 dòng 17 âm của Nhật đó. Nhưng mà có cái phần bình đó thì bà con rất là nên đọc. Không phải là tôi kêu đọc văn chương của tôi có kỹ đâu mà, nhưng mà có điều là cái phần là bằng giáo lý. Sắp tới thì tôi sẽ in cái quyển Đò Xuôi Sơn Hạ. Tức là mỗi một cái bài thơ được tôi mượn cái bài thơ làm cái đồ móc áo để mà tôi máng lên đó mấy cái vấn đề giáo lý. Tôi ví dụ như bao năm đất khách đợi đò, đò xuôi sân hạ người chờ tàu non. Mấy mùa trăng khuyết lại tròn, đò xưa gỗ nát người còn gọi nhau. Thì bao năm đất khách đợi đò, bao năm có nghĩa là gì? Là vô số kiếp luân hồi. Đất khách là cái gì? Trong kinh nói không có nơi chốn nào ta trở lại hai lần hết, hiểu không? Bởi vì lần trước là con người khác, lần sau là con người khác, cho nên chỗ nào cũng là đất khách hết, hiểu chưa? Bao năm là cái là vô số kiếp luân hồi, đất khách có nghĩa là nơi chốn nào chúng ta chỉ có mặt một lần, lần sau đó lại là nước khác, hiểu rồi? Có năm đất khách đợi đò. Đợi đò là sao? Có nghĩa là cứ có mặt trên đời này là này là chúng ta mong nhan sắc, tình yêu, tiền bạc, quyền lực, kiến thức, tiến tâm, bla bla bla, chỉ đợi đò nghĩa là vậy đó. Bao năm đất khách đợi đò rồi. Đò xuôi sơn hạ là dưới núi, đò xuôi sơn hạ và người chờ đầu nó. Có nghĩa là cả một dòng luân hồi là một chuỗi dài bất toàn, bất toại và bất trắc. Đò xuôi sơn hạ, đò đi nó đi dưới mà mình chờ đò, mình chờ ở trên núi, hiểu không? Cứ sanh ra đời là toàn là trái ý nghịch lòng cống mà. Mình muốn cái này mình lại muốn cái này mà lại được cái khác, hiểu không? Nhưng mà trong cái đau cái này cái đau rồi, những thứ mình muốn mình không được. Mình có ai đâu, có ai muốn chết mà vẫn phải chết, đâu ai muốn già mà vẫn phải già. Cho nên đò xuôi sơn hạ mà người chờ đầu non là như vậy. Mấy mùa trăng khuyết lại tròn, có nghĩa là qua bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu kiếp luân hồi sanh tử, chuyện nó cứ xảy ra hoài. Đò xưa gỗ nát mà người còn gọi nhau. Nó cứ vô thường hoài mà mình cứ đẻ ra là trong ngóng, đẻ ra là trong ngóng. Trai lớn thì lấy vợ và gái lớn lấy chồng, rồi tiếp tục hai con một. hiểu chưa? Cho nên mỗi bài thơ nó chỉ là cái cớ, nó chỉ là cái móc áo để mà tôi trình bày vấn đề giáo lý. Bảo năm đất khách đợi đò, đò xuôi sơn hạ người chờ đầu nôn. Mấy mùa trăng khuyết lại tròn, đò xưa gỗ nát người còn ngồi nhau. Nguyên một tập đó là đọc đò xuôi sơn hạ. Đọc để mở cái đầu bư của mình ra xem. Rồi bây giờ hồi nãy tôi nói cái chữ thơ mộng là gì, là Đức Phật đã dùng cái chữ đắc xá là chỉ sơ ngộ để chỉ cho cái quả vị chứng thánh lành đầu tiên của người hành giả. Bao nhiêu kiếp sanh tử luân hồi, máu lệ mình đổ ra, sữa mẹ mà mình đã dùng đó, nó nhiều hơn nước trong bốn biển mà ta chưa một lần thấy được cái gương mặt thật của mình là cái gì. Phải đến một ngày chúng ta hiểu rằng ồ, thì ra mình chỉ là một khối tổng hợp của các duyên hội thì mình có mặt, duyên tan thì mình biến mất, mà nó phải mất luôn. Duyên này nó tạo ra cho mình, duyên này tạo ra mình, duyên kia làm cho mình mất, duyên nọ làm cho mình tái hiện trùng phục có mặt trở lại, nghe chuyện không? Cứ như vậy cái dòng chảy luân hồi sinh tử cứ đi hoài, lặp tới lặp tới lặp lui, cái kéo tới kéo lui là hai con một hộp. Các vị có biết không, tôi nói là các vị để ý nè, các vị giờ đó giờ các vị có nghe chuyện meditation chưa? Các vị có biết cái chữ watch trong tiếng Mỹ có bao nhiêu nghĩa? Now và verb. Now watch nghĩa là gì? Còn nghĩa verb. À, bây giờ nó có một cái pháp môn tu, mà cái pháp môn này tôi đề nghị các vị nào mà trí kém mà tu cái pháp môn này gọi là watching meditation. Nghĩa là pháp môn nhìn đồng hồ. Đừng có giỡn, đó là nghiêm túc. Các vị có cái kiên nhẫn mà ngồi nhìn đồng hồ nó quay không? Bây giờ hiểu chưa? Đồng hồ có kim gió đó.
cứ ngồi nhìn nó quay, con một hộp. Thì bây giờ mình với hai con mà là 60 con một hộp, tức là 60 giây một phút, và cứ 60 phút là một tí, đúng không? Một ngày nó ra 4 tiếng mà nếm như là nó ngủ gì không? Thì lúc tại sao nghe pháp môn nó rất là kỳ, rất là cái mẹo chứ ai là tôi ngu vậy. Nhưng mà tôi muốn nói bà con cái này, khi bà con nhìn đồng hồ, khi mà buồn và bị stress thì tu pháp môn đó, bà con cứ nhớ cái này, thời gian một đi không trở lại, đúng không ta? Đồng hồ cái kim gió nó luôn đi tới, thời gian một đi không trở lại, thời gian đã mất không thể tìm lại được, và phút giây nào cũng là phút giây cuối cùng, đúng không? Có hiểu được không? Hiểu là sao? Cái phút giây nào cũng là phút giây cuối cùng hết. Chúng ta có bao nhiêu tiền chúng ta cũng không mua lại cái phút mà nó vừa mất, và mỗi phút thì chỉ đến một lần nữa thôi. Bây giờ là 6:15:03 của ngày ngày A tháng X, hiểu không? Thì một lát sau nữa nó còn 6:15 không? Nhưng mà ngày mai có 6:15 không? Có không? Ngày mai có 6:15 không? Có. Nhưng mà của ngày có cái gì khác nữa? Tháng khác, năm khác, và của con người. Mà đâu phải cái này nó khác, nguyên cái vũ trụ nó đã khác rồi. Mà mình ngu mình cũng vẫn nhớ cái điều đó. Cho nên phải, đối với cái người mà chậm quá đầm, nó tu có môn nhìn đồng hồ, cứ nhìn nó thấy một khi không trở lại. Tất cả chúng ta đều là tráng sĩ kinh kha sang tầng. Biết cái chuyện đó không? Ngày xưa đời Lục Quốc, đời nhà Tần, đời lúc mà nhà Tần đối địch với Lục Quốc, thì Lục Quốc bị nhà Tần hà hiếp. Lúc đó Tần Tử Hoàng ác lắm, hà hiếp Lục Quốc. Lục Quốc là sao quốc gia, họ mới tìm người qua giết Tần Tử Hoàng. Mà cứ bao nhiêu tráng sĩ đi là không thấy ai về. Lần cuối cùng họ lựa một cái nhân vật mà họ tin cậy nhất, gọi là Kinh Kha. Ấy vậy mà cái ngày đưa Kinh Kha lên bến xong dịch thì Kinh Kha nói biết thì hơi quá, nhưng mà ông đã ngừa, ông đã lường trước chuyện là ông không có về nữa. Bởi vì Tần Thủy Hoàng mà vị đại đế có biết nhiêu thằng nó bảo vệ ông, biết mình giỏi đó, nhưng mà cái cơ hội mà vô được tới gần ông phải là chuyện dễ. Mà giết, giả sử giết được ông rồi đó, làm sao đi ra được trời. Cái chuyện mà lại gần là cả một cái hành trình vạn lý, lại gần đó mà ra tay mà thành công, nó lại là chuyện thứ hai. Mà thành công rồi đó mà làm sao mà đi ra được bên ngoài, đây có ai hiểu gì đó không ta? Có bị hiểu cái khó đó không? Khó chứ, rất là khó. Làm sao vô được, đâm được ổng, mà giờ mới được cái cuốn trở ra mới về. Cho nên ấy, tất cả chúng ta đều là kinh kha sang tầng hết. Một sáng đi chưa chắc chiều về. Tôi nói hoài trong một cái quyển chuyện phiếm thầy tu, tôi có kể một cái chuyện đó là ở Âu Mỹ, Úc tôi không biết, nhưng mà ở Mỹ và ở Âu á, thì giống trong chỗ này không có làm đám ma trong nhà, các bạn biết không? Úc có đâu? Cũng vậy, cũng vậy. Cũng vậy. Tức là buổi sáng mà tôi ra khỏi nhà có chuyện gì đó, một là bệnh viện, hai là funeral home, chỉ có hai chỗ đó thôi. Và coi như là không có vụ mà khi về nhà họ đến đường tầng đang nhảy dù rồi là không có. Còn Việt Nam mình đó là cứ là bị ở đâu cứ đem về đây, đúng không? Mình hồ mình Âu Mỹ là không có gì đó. Mình nghĩ là sáng ra khỏi nhà là maybe là tráng sĩ sang tầng rồi đó. Có nghĩa là đi vào đường có chuyện gì là nó đưa vô bệnh viện, còn không nó đưa vô nhà hoàng tắm rửa. Nó tút sơ sơ trong là gia đình mà có thương. Thì mỗi ngày chắc mình út vậy hả? Sáng nó ra vô rồi vô như tới 9-10 giờ đêm gì đó, là suốt ngày mình muốn lúc này nọ khóc tùm lum la la, xong vô rồi tới 9 giờ là nó đóng cửa nhà hoàng, là nó đẩy vô một lần, rồi bữa sau vô thứ hai, bữa sau vô khóc tiếp tập 2 vậy đó, xong ba thằng chôn ba tập xong thiêu. Mà cái này nó bạc dữ lắm, tôi làm thầy chùa tôi biết, nó khóc coi như là lần ngày đầu tiên nó cũng dữ dội lắm, mưa đậm biển đậm mưa rào tùm lum hết. Nhưng mà tới ngày thứ hai là nó khóc ít rồi, tới ngày thứ ba nó khóc riêu riêu thôi. Rồi tới mà chôn, ngay cái lúc mà chôn bật nút mà bấm nút thiêu rồi nó khóc, nó làm tập cuối nó cũng dữ, rồi mưa gió cũng dần dũng lắm. Nhưng mà tới lúc cũng thách mới buồn,
Thất một khóc lai rai, thất hai khóc lát đát lắm. Và đến gặp thất thứ ba là mình thấy mắt nó đỏ. Thất thứ tư mặt buồn buồn. Thất thứ sáu nói chuyện hơi nhiều một tí. Thất thứ bảy trở lại bình thường. Thất thứ tám đi làm như cũ. Hiểu không? Có nghĩa là một đời ân ái, yêu đương con khỉ móc gì đó, thề non hẹn chuyện tới qua bảy cái thất là nói như là con đường xưa em đi, mình trở lại như cũ. Nó bạc như vậy, mà vậy mà hồi còn sống. Mình yêu thương, mình lo cho nó đủ điều chết để cái nguyên di chúc mình lâm tới hồi mình chết trong vô thì rồi. Nó bữa đó cũng vô trong sở nó cũng buồn, có khá an ủi, an thì nó ủi luôn rồi. Mà nếu mà mặt mũi nó còn được, nó ủi lẹ hơn chút. Một mà thứ mà tú xấu hơn chị thì phải đi Nam, đi South Korea. Nữa là chụp đỉnh thì nó ngủ luôn, nghĩa là có tiền. Chị nghe còn hai anh mình. Cho nên là vô minh duyên hành là sao? Là do không thấy được bản chất mà nó như nãy giờ đó. Không thấy được một cuộc đời nó nản như vậy, nó mới nảy ra hai cái nhu cầu là làm thiện hay là làm ác để mà trốn khổ tìm vui. Mà hễ có làm thiện làm ác thì nó lại hạn nghe nè, do vô minh nó mới có thiện ác. Do có thiện ác nó mới có cái tâm đầu thai về các cõi. Do có tâm đầu thai các cõi cho nên ta mới có sáu căn mắt tai mũi lưỡi. Do có mắt tai mũi lưỡi cho nên ta mới thích tầm lâm. Do có sáu căn nó mới thích sáu trần. Mà do nó thích sáu trần cho nên nó mới có tứ thủ. Tứ thủ có nghĩa là gì? Là sự ôm chặt vào cái đời sống hưởng thụ, gọi là dục thủ. Ôm chặt vào quan điểm nhận thức, gọi là kiến thủ. Chấp chặt vào đường lối hành trì, gọi là giới chấp thủ. Chấp chặt vào một ý niệm tôi là của tôi, gọi là ngã chấp thủ. Từ bốn cái thủ này nó mới tạo ra hai hữu, đó là nghiệp hữu và sanh hữu. Nghiệp hữu là gì? Bắt đầu quay trở lại. Nghiệp hữu là các nghiệp thiện ác. Còn sanh hữu là các cái tâm đầu thai. Nhớ chưa? Phải quay trở lại cũng con đường xưa em đi nữa. Đấy, hai con một hộp. Thì cái là tới khi mà do cái tổn lại do vô minh trong bốn đế mà nên mới có các nghiệp thiện ác. Do có các nghiệp thiện ác nên mới có các tâm đầu thai đi về các cõi. Mà do có các tâm đầu thai nên chúng ta mới có sáu căn. Mà do có sáu căn nên mới có nhu cầu thưởng thức sáu căn. Mà có thưởng thức sáu trần thì nó mới có sáu ái. Mà chính vì có sáu ái cho nên nó mới có tứ thủ. Tứ thủ ở đây là sự chấp chặt vào cái sự hưởng thụ, gọi là dục thủ. Chấp chặt vào quan điểm nhận thức, gọi là kiến thủ. Chấp chặt vào đường lối hành trì thì gọi là giới chấp thủ. Chấp chặt vào ý niệm ngã và ngã sợ, đó chính là ngã chấp thủ. Đây. Chính từ cái tứ thủ nó mới ra cái hai hữu, đó là nghiệp hữu và sanh hữu. Nghiệp hữu là các nghiệp thiện ác, quay trở lại nữa, và sanh hữu là các tâm đầu thai. Do có các tâm đầu thai nên mới có chuyện trở lại các cõi. Mà trở lại các cõi để làm gì? Để tiếp tục ngu. Giá, tiếp tục ngu nữa. Khi nào đắc thành thánh thì nó hết ngu đâu. Trở lại các cõi tiếp tục ngu nữa, tiếp tục làm các nghiệp thiện ác. Ác thì sanh xuống mà thiện sanh lên. Sống mãn thọ rớt cái đồng trở về uống cống nằm tiếp ở giữa chờ bữa trầu lên mà cứ quần hai con một hộp hai con một hộp nó nằm xuống mùa thu các mẹ nghe cứ đi hoài như vậy. Rồi lâu lâu có một đức Phật ra đời. Đức Phật là cái gì đây? Đức Phật trước khi thành Phật ngài cũng như mình, cũng hai con một hộp, cũng tào lao như mình vậy đó. Nhưng có một ngày kia tự nhiên, bởi vì trong kinh gọi chư Phật là Sattasa đó. Sattasa. Sattasa đó. Sa đó đây có nghĩa là cốt lõi hay là tinh hoa. Một cái sát đá là chúng sanh. Chúng sanh là tiếng Pháp, chúng sanh là sáng. Sắp có xà rá có nghĩa là cái tinh hoa trong chúng sanh, có nghĩa là sao? Giữa lúc mọi người ai cũng sanh già đau chết giống hệt như nhau, hiểu không? Hiểu. Ai cũng đói ăn khát uống như nhau là tự nhiên ông Bồ Tát là sao? Tự nhiên ông giống cái chai cho mình vậy đó.
mà tự nhiên ông có cái huệ hơn mình chút, ông chán, ông thấy cho thứ hai con một hộp là sao, hiểu không? Ngày cũng là mình đó chứ ngày không khác mình gì hết. Có một ngày cái tự nhiên nghĩ rồi đi làm để sống, sống để đi làm để sống, ngày nghĩ ngày chán, hiểu không? Ngày nghĩ phải có cái gì đó khác cái này với ta, phải có cái gì khác cái này chứ, hiểu không? Từ cái chỗ ngày có cái ý như vậy đó là bắt đầu ngày đã không giống mình rồi, bắt đầu ngày mới nghĩ bước hai. Ngày mới nghĩ bước hai đó là có sáng thì có tối, có cứng có mềm, có trên có dưới, có trong có ngoài, có xa có gần, có nam có nữ, có buồn có vui, đúng không? Nếu mà mỗi thứ có cặp như vậy thì nếu có đau khổ thì phải có hạnh phúc, mà nếu có sanh tử thì phải có giải thoát chứ, đúng không ta? Hiểu không? Thế thì nghĩ như vậy, nghĩ như vậy là chắc chắn có đường giải thoát, chắc chắn hễ có cái vụ mà đi tới đi lui là phải có cái nằm ngoài cái này, ok. Như vậy thì con đường nào để đi đến giải thoát đây? Lúc đó ngài biết hết, ngài tự ngài suy nghĩ này, cái con đường nào đi đến giải thoát đây ta? Chỉ có hai cách này, một là làm lành hay là làm ác, đúng không? Mà làm thiện hay làm ác, cái nào có lý hơn? Thiện. Hiểu chưa? Cái chuyện đầu tiên là ngài thấy hệ có sanh tử là có giải thoát, là ngài nghĩ là được một chuyện là mình chuyển thay. Bây giờ làm sao để được giải thoát? Mình sống kiểu gì đây? Sống kiểu thiện, kiểu ác? Thiện chứ, thiện có lý hơn. Thế là ngài sống thiện, hiểu chưa? Chưa hết, ngài nghĩ thêm một chuyện nữa. Không phải thằng nào, con nào nó cũng có khả năng suy nghĩ giống mình hết. Trong khi khổ thì đứa nào cũng khổ, nhưng mà suy nghĩ giống mình thì không nhiều, hiểu không? Như vậy thì ta phải trở thành cái người như thế nào mà để độ cho mấy đứa cũng sợ khổ mà hơi ngu một chút, hiểu không? Hiểu không ta? Thế là ngài mới trở thành vị Phật. Có nghĩa là tự mình giác ngộ mà có thể kéo thêm mấy cái đứa khác nữa. Nhưng mà nhớ dùm câu này: Phật trí vô biên, Phật lực vô cùng, Phật tâm vô lượng, không thể độ người vô duyên. Có nghĩa là mình mà đã thiếu cái duyên tu hành rồi thì 300.000 Đức Phật ngồi dày đặc không cứu nổi. Có cái người biết cái này mới đau nè. Hôm nay mình có biết bao nhiêu người để dành tiền để qua Ấn Độ quỳ lại một cái vùng đất mà nghe đâu hình như ngày xưa Phật từng đi tới đi lui ở đâu, mà qua cái đất con người ta có thấy ngài đâu. Vậy mà 2.600 năm trước, mỗi ngày Thế Tôn ôm bát đi khắp nơi hết, mà có nhiều kẻ họ dòm ngài, họ thấy ngộ ngộ rồi họ bỏ đi chỗ khác, có không? Chắc chắn là phải có, dễ sợ chưa? Trong khi mình bây giờ cách ngày 20 mấy thế kỷ mà mình bò mình lết qua mình lại có người tự cũng sinh ra, họ cọc rách con mắt luôn. Mấy vị đi hành hương về nói không có ngày nào mà cứu sinh ra không có người khóc hương, vô gặp cái tưởng thôi, nằm mặt buộc mặt nghiêm túc. Tập cái đi nằm thì mình hỏi cứ nghe mà mấy ông nội mà tu gai đó, mấy ông người chùa đó, mấy ông ca nó lại với con Phật đó, đó Phật tịch Phật nằm cũng vậy đó con. Phật vì mình mà Phật chịu bao nhiêu khổ rồi, tới hồi thành Phật rồi Phật sống được 80 tuổi Phật tịch. Đó hồi đó thiêu Phật ngoài kia rồi bây giờ tới lúc tưởng tâm đây. Mà ông rau ra hồi nó khóc tới nó ướt chùa luôn. Mà ngày nào cũng người khóc hết, ngày nào cũng người khóc hết. Mà trong khi thời Phật còn Phật ôm bát đi sờ sờ như vậy, ta có biết bao nhiêu đứa nó dòm ngài, nó trắm trời trắm trắc, có hiểu không? Nó rất quớt à. Nhiều lắm đó, ông thầy này đẹp trai thiệt rồi lại xong. Mình cho ngày đẹp trai biết rồi. Trong khi nói ngày đẹp lắm. Trong khi nói ngày đẹp đến mức mà có nhiều cậu công tử, không phải là công công nha, công tử hết đó, mà bỏ nhà đi theo ngài. Nói chi là phụ nữ, ngài đẹp lắm. Trong khi nói cái ánh mắt của ngài, nụ cười, hàm răng và đặc biệt giọng nói của ngài như là Phật Thiên. Và ngài có một cái từ trường lan tỏa rất là mạnh đi, vì ngài đại từ đại bi mà ngài mát lắm.
Cho nên các ngày 11 mấy 50 lần người ta đã rùng mình rồi, mắc lầm như vậy, cái đại từ đại bi. Vậy mà có biết bao nhiêu kẻ đi ngang dòm dòm đi luôn, thấy ngộ ngộ rồi đi luôn. Vì sao? Vì Phật lực thì vô biên, Phật trí vô cùng, Phật tâm vô lượng, không thể độ kẻ vô duyên. Hôm nay nếu chúng ta gặp Phật pháp không gieo duyên, đời sau gặp Phật dòm ngày cười cười bỏ đi tiếp. Tiếp tục nha. Giống như người Nhật họ nói người Việt Nam chết trên đống thuốc, có nghe câu đó không? Chung quanh người trên đất Việt Nam ấy, thuốc nam nhiều lắm, những người Việt Nam không biết. Có rất nhiều thứ, cái cây cỏ thảo mộc dược thảo của mình, nước ngoài họ vô họ hái họ đem về nước, còn họ bào chế hơi rồi dò viên bán ngược lại cho mình. Và có rất nhiều cái bài thuốc mà đất bình thường như nghệ nè, xả nè, tỏi nè, bồ mồ nè, một con anh nè, kiến cò nè, cái lão bạn mình kêu lẽ bạn, cái thằng đó là lão, cái lẽ bạn nè, thật ra đó là lão bạn, lão là già, bạn mà bạn có rê là con cò, lão bạn là con cò già, bởi vì cái cây nó cái lá màu tím mà cái bông nó màu trắng, cái cây cha đó, thì coi như là mình sống trên đống thuốc mà mình thì cái đầu bư mình không có biết. Cho nên là chết trên đống thuốc, ở đây cũng vậy. Thật ra Phật pháp thì trùng trùng. Cái ông đông đi tôi biết ghê, ông nghe được lắm. Bây giờ bỏ ông đi, giờ đang đếm hai con phụ hộ. Nhìn cái mặt ổng tôi biết nhả hủy một bao đúng không? Vậy cứ hai con phụ hộ. Tôi không nói đùa các vị cứ nhiều việc kinh nghiệm, các vị đơ cái đầu tưởng là tôi nói đùa. Cái chuyện hai con phụ hộ là có thiệt. Tôi biết khi mà chia tay nha, tôi về vọng tới năm là tôi cũng đếm mấy cọng lên hết, tôi đếm cả bao hết đó. Tức là mỗi ngày khi đi qua đây thì những lần mà giảng thế này coi như đời sống tôi có ý nghĩa một chút. Chứ bình thường á là tôi chỉ dịch kinh, dịch xong thì nó mỏi lưng rồi đẩy qua bên là cũng vô online đọc tầm bảy tầm bạ rồi đi tới đi lui, tôi cũng hai con ngộ. Coi như suốt đời đếm gạo. Cho nên ngồi nghĩ lại cái đó, cứ thường xuyên nhớ lại cái chuyện đời chuyện mà hai con hộp đó, nó cũng là một cách tu để mình thấy rồi hiểu được đời là vô nghĩa thì ta sẽ có ý nghĩa hơn. Nhớ câu này mà có dòm cứ dòm ẩu yếm vậy. Luôn luôn ý thức được sự vô nghĩa của cuộc đời thì ta sẽ sống có ý nghĩa hơn. Đó là một câu phải tâm. Câu thứ hai, luôn luôn nghĩ về cái chết thì ta sẽ sống tử tế hơn. Phải nhớ về cái chết để mà sống cho nó ra hồn hơn. Đó là một. Câu thứ nhất là hãy nhớ cái sự vô nghĩa của đời sống để ta sống có ý nghĩa hơn. Ta sanh ra đời không phải để mà hai con một hộp, không phải để lặp lại tới lui những chuyện tào lao. Và có một câu này tôi mong mà con nhớ, hãy dùng từng ngày làm chuyện trăm năm, đừng có ngu mà lấy trăm năm làm chuyện của từng ngày. Có hiểu không? Hãy lấy từng ngày làm chuyện trăm năm, có nghĩa là lấy từng ngày để làm cái chuyện to tát, cái chuyện lớn, cái chuyện nào mà có lợi ích cho chúng sinh, cho mọi người. Cái chuyện mà nó là một cái big project thì gọi là chuyện trăm năm. Cho nên lấy từng ngày làm chuyện trăm năm, chứ đừng có lấy trăm năm làm chuyện một ngày, có nghĩa là ăn rồi đi làm rồi ăn rồi về lo cho vợ cho con lo cho cái nhà lo cửa. Đó là lấy trăm năm làm chuyện một ngày, hiểu không? Tôi nói cái này thì các vị nghe có thể các vị giận, mà nó là sự thật. Đó là đa phần chúng ta sống như cỏ chứ không sống như cây. Cỏ là sao? Là đầy mặt đất nhưng mà nó đến và đi nó không gây ảnh hưởng gì bao nhiêu đến trái đất cả. Nhưng mà cây lại khác, khi nó còn sống là cái bóng mát nó che cho người này người kia, hiểu không? Rồi khi nó chết cái gỗ nó còn xài được chuyện này chuyện nọ, hiểu không? Đa phần chúng ta thích làm cỏ hơn làm cây, tức là sống không cần hy hiến, không cần đóng góp, cứ có mặt dòm nắng mặt trời, nắng gió mưa sương mưa giang đủ rồi thì bầm lại đường, hiểu không? Lâu lâu mới có một người chịu khó làm cây. Làm cây có nghĩa là có hy hiến, có đóng góp. Ngày hôm qua tôi nói bà con nghe Phật pháp có hai cách trường thọ, còn nhớ không? Cách một là sống chánh niệm trong từng phút, sống tỉnh thức trong từng phút, làm gì biết nấy nha, làm gì biết nấy, luôn luôn sống trong sự kiểm soát.
làm gì việc này đó. Nhờ vậy cho nên người này sống 40 năm là nó trọn vẹn 40 năm. Sống 50 năm là họ trọn vẹn 50 năm. Ăn chỉ biết ăn mà uống thì chỉ biết tập trung vào uống, làm gì biết rõ cái đấy. Chứ không phải vừa ăn vừa alo, miệng nhai nhòm nhàm là không phải là sống. Mà cái đó gọi là chàng ngãi. Nha. Cho nên cái pháp trường thọ thứ nhất của Phật Pháp là sống tỉnh thức. Thứ hai, pháp trường thọ thứ hai của Phật Giáo là gì ta? Là sống hữu tịch. Có nghĩa là dù anh sống có 40 năm thôi, nhưng mà anh có đóng góp, anh có hy sinh. Anh chết rồi thì cái dấu vết đằng sau anh nó vẫn còn lừng lững và sừng sững ra đó, hiểu không? Hiểu không? Cô chết rồi, cái cầu cô làm nó còn đó, cái giếng cô đào nó còn đó, con đường mà cô làm nó còn đó, cô 40 chết chắc rồi. Nhưng mà con đường của bà, cái giếng của bà làm nó còn đó rồi. Cái bóng dáng nó còn phản bất. Giá trị của một người nó chính là những gì mà anh ta để lại sau lưng. Cái chiều cao của mỗi người, cái trọng lượng của mỗi người chính là được tính bằng cái khoảng trống mà anh ta để lại sau khi anh ta lên đường. Nghe, có những người chỉ có góp mặt chứ không có đóng góp. Và từ đó có những cái chết chỉ là sự vắng mặt chứ không phải là sự mất mát. Hiểu không? Có những người sống lâu thành đồ cũ, có người sống lâu thành đồ cổ. Bạn hiểu không? Có những cái tô của vua Càn Long bây giờ người ta mới mua bằng bạc triệu, nhưng mà cái quần cũ thì chúng ta mua bán được bao nhiêu? Có rất hai cái lỗ nữa. Tôi hiểu không? Tôi không có nói đùa, tôi hiểu không? Chỉ cần mà nói đây là cái quần xà lõn của vua Càn Long thì giá khác. Mà nói đây là cái quần của ông xã tôi là giá khác. Tôi không có nói đùa, đừng có nghĩ tôi đùa, tại cái mặt tôi nó tím quá, phải không? Tôi hiểu tôi đó không? Dạ. Mình bán da xe á mà nói là cái quần của ông xã tôi nè lũng hai lỗ, ai mua không? Dạ. Nhưng mà trong viện báo tài nó đây là cái quần xà lõn của vua Càn Long có ba lỗ, ai mua không? Có. Dạ, có mua. Cha anh nha, mua cái xà lõn ba lỗ rồi. Có hiểu không ta? Cho nên có những người sống lâu thành đồ cũ và có người sống lâu thành đồ cổ. Đó vì sao? Vì khác nhau chỗ này nè. Thì cái nhận thức của mình, the world is what you see, thế giới này nó chính là cái gì mà anh nhìn thấy. Và you are what you think of, anh chính là cái gì mà anh thường nghĩ về. Nó tin cái đó không? Yeah. Cho nên mình đừng có sống bằng cái tâm thức tiểu thừa, mặc cảm tự ti, tôi không đáng gì, tôi vô danh bé mọn, tôi không thể đóng góp được gì cho thế giới, sai bét. Ta không làm được cái chuyện gì to tát ghê gớm, nhưng ta có thể làm mọi chuyện bằng một cái tấm lòng vĩ đại. Cái chuyện đó hoàn toàn. Và vĩ đại đó là gì? Vĩ đại đây là biết nghĩ đến người khác, biết nghĩ đến cái chuyện lâu dài thì nó được gọi là vĩ đại, hiểu không? Ví dụ như tôi nói không biết bao nhiêu lần, các vị nghèo như điên, các vị vẫn có thể đóng góp cho chúng sanh được mà mua dùm tôi mấy cái đồ về chuồng chân, cái đồ để dài đó, mấy cái đồ bằng sơ dừa đó, lựa nào đó bền bền một chút để nó cho chùa xài một hai năm nữa không ta, được chứ. Được. Chứ còn ai cũng lo làm gì to tát những cái đồ chùa dài không có. Khi đó tôi ghé chùa Tịnh Lan bên Thụy Sĩ, tôi làm rớt một cái bánh tay mình ăn rồi nó rớt mấy cái mụn nhỏ. Thì mình làm đổ ra đó thì mình đi kiếm đồ mình hốt, mình quẹt, lúc đi quẹt mình bị giật mình. Trên bàn thờ đó là ba cái đèn mà bằng crystal phong sen đầy trên đó. Rồi trong chùa nhiều có đồ trang trí ghê gớm, đồ đẹp không, trên tường rồi trên bàn đó. Thế mà cái đồ hốt rác đó, nó bị vẽ mà đố có ma nào nó nhớ. Cái đồ hốt rác tôi cầm mà tôi dọn thì tôi hốt chỗ nào. Lúc tôi mới dừng mình, à thì ra cái sự đóng góp nó không có cần phải to tát và lo trên bàn thờ mà lo ngay từ dưới đây này. Hiểu không? Vì tôi nói hiểu chưa? Cái
điều vĩ đại nó không nằm ở trên thành tích, mà nó nằm mà ở thứ nhất tấm lòng của mình, thứ hai là cái công dụng mà mình nghĩ tới. Công dụng của mình nghĩ tới. Tôi nghèo tôi chỉ có thể mua cái đồ hốt rác và mua cây chổi, nhưng mà tôi biết không có cây chổi, không đồ hốt rác và cái chất điện này khó mà sạch lắm, hiểu không? Tôi đơn nữa vậy đó. Chùa này giàu bằng trời, nhưng mà thử bây giờ không có đồ hốt rác thì làm sao nó sạch? Là bớt khôn giúp chút chứ. Có đồ lau nhà, đồ hút bụi, cái mấy cái đó nó rẻ tiền, nó ba xu thiệt, nhưng mà không có cái đồ yêu quái thì làm sao cái chùa nó sạch tay? Cho nên hãy nghĩ đến những cái chuyện mà mình cho ta cho là bình thường nhất, nhưng mà mình nghĩ đến nó bằng cái kế hoạch lâu dài thì cái chuyện đó là chuyện lớn. Đã kịp không? Bà mẹ đừng gọi là vĩ đại, không phải là bà làm chuyện ghê gớm, mà phải là bà bền bỉ đối với mấy đứa con. Con còn nhỏ mẹ thương, con lớn mẹ cũng thương, con lành lặn mẹ thương, con tật nguyền mẹ cũng thương, có đúng không ta? Con còn trẻ mẹ cũng thương, con già chát, tóc bạc mẹ cũng thương. Con thành công đỗ đạt mẹ thương, mà con xa cơ lỡ vận mẹ thương luôn. Cái vĩ đại của mẹ là không phải là vì mẹ có một lần hy sinh mạng sống của mẹ cho mình, phải, mà vĩ đại là vì con có ra sao mẹ cũng thương. Mẹ thương vô điều kiện, thương không toan tính, con cỡ nào mẹ cũng thương. Con thương mẹ thương con là vì con, không phải mẹ thương con là vì mẹ. Trong khi những tình cảm khác thì hình như không phải vậy, đúng không? Hôm qua tôi nói rồi, tình yêu nam nữ, mình nói mình thương người ta, mình muốn người ta được hạnh phúc, nhưng mà mình có mở ngoặc đơn. Tôi muốn em hạnh phúc nhưng với điều kiện hạnh phúc với tôi, em lấy thằng khác là không được. Có đúng vậy không ta? Hả? Tôi rất là thương con, nhưng mà cô bạn cũng với tôi. Thế tự nhiên tôi đưa cô 1 triệu đô la, cô lấy tèo, không phải lấy tôi đưa là cái gì? Thế, hiểu không? Nhưng mẹ thì khác. Mẹ thương mình, là mình cỡ nào mẹ cũng thương hết. Thậm chí mình mất trí, mình tật nguyền, mình xa cơ, lỡ vận mẹ vẫn thương. Cái sự vĩ đại của mẹ nằm ngay chỗ đó. Nằm ở cái chỗ mà cái độ bền đó, trên đời này không có ai mà sống vì với mẹ được hết nha. Cho nên sống thiện là gì? Sống thiện nó có hai trường hợp: sống thiện ngẫu nhiên và sống thiện căn bản. Ngẫu nhiên là ok, có điều kiện thì nó lâu nổi hứng thì thiện, nhưng đó gọi là thiện ngẫu nhiên. Mà thiện căn bản là sao? Thiện đến do mình hiểu chuyện mà mình sống thiện. Bây giờ hiểu không? Thì đêm nay tôi ôn lại bài giảng ngày hôm qua, đó là do vô minh không thấy mọi thứ ở đời là khổ. Mới mở một đơn, khổ là gì thì tôi được nghĩa rồi nha. Không thấy ở đời mọi sự là khổ, cho nên chúng ta mới có hai cách hành động: sống thiện hay là sống ác. Từ cái chỗ sống thiện sống ác nó mới nảy ra là tạo các nghiệp thiện ác. Từ các nghiệp thiện ác nó mới có cái chuyện là đầu thai cõi này cõi kia. Từ cái chuyện đầu thai cỡ này cỡ kia chúng ta mới có sáu căn, đúng chưa? Mà có sáu căn thì tự nhiên nó phải có nhu cầu tiếp xúc sáu trần. Mà đối với kẻ không tu hành đó, cái chỗ này quan trọng nè, cái chỗ này tôi nói chậm nè. Đối với kẻ không có tu hành đó thì khi mà tiếp xúc với sáu trần mà tiếp xúc toàn là bằng phiền não không à. Gặp cái thích á thì tâm tham, mà gặp cái không thích thì là tâm sân. Còn riêng cái người có tu hành đấy thì trường hợp nào họ cũng tu hết, dù họ gặp cái thích hay là gặp cái ghét thì lúc nào họ cũng nhận biết nó bằng chánh niệm và trí tuệ. Người biết tu hành, người có học Phật pháp, lên chùa lạy Phật cũng là công đức, vô cầu ngồi rặn cũng là công đức, vì họ rặn bằng chánh niệm. Tôi biết tôi nói cái này nghe rất là kỳ, nhưng mà các vị có hiểu không? Các vị làm cái gì mà bằng chánh niệm đều là công đức. Chánh niệm có nghĩa là đi vô cầu ngồi mà phát hiện được rằng mình đang có cái tâm hại người, lập tức buông bỏ, đó có phải là tu không? Hả? Phải hả? Mình ngồi trong cầu mình có thể mình viết email mà xịt mình chửi người ta được không? Mà bây giờ tôi ngưng, tôi không muốn chửi, tôi không muốn chửi, tôi muốn viết email mà xịt tôi chửi, đó phải là tu không? Cho nên ngay trong nhà cầu nó cũng là đạo trường, nó là đạo tràng, nó là thiện viện đó. Mà bà con mình cho cái nhiều đời, nhiều năm mình lớn lên trong một cái đầu của mình, cái đầu trẻ con mình cứ nghĩ là chánh điện là linh thiêng, thiền đường là linh thiêng, chỗ đó mới là làm cái công đức sai bẹt.
đó là cách nghĩ trẻ con. Bất cứ nơi nào có tâm lành, ở đó là đạo tràng, là chỗ tu hành. Còn cái chỗ trên chánh điện mà ngồi mà bằng cái tâm tào lao, đó là chuồng heo, chuồng heo của riêng mình. Hiểu hiểu. Bây giờ tôi đang ngồi ở đây nè, bà con đang ngồi ở dưới, mà tôi ngồi tôi liếc hết con này tới cái kia, từ mông, từ má, từ eo, từ lưng, tôi nhìn họ bằng cái tâm, có phải đó là chuồng heo không? Bây giờ hiểu chưa? Trong khi tôi ngồi trong nhà cầu mà bằng cái trí tuệ, bằng từ bi, bằng buông bỏ, bằng tâm giải thoát, đó là đạo tràng, hiểu không? Mà thường cái đầu mưu mình không hiểu cái đó, mình cứ tưởng là chánh điện là chỗ linh thiêng không à. Linh thiêng là Phật linh thiêng, chánh điện linh thiêng, chứ mình là sao linh thiêng được? Mình chỉ linh thiêng khi nào mình sống bằng cái tâm hồn linh thiêng. Chứ mình chỉ là một cái bồn cầu, mình là một cái nghĩa trang đâu. Mình không có gì hay. Mình chỉ hay khi nào mình sắm thiện, khi nào mình buông bỏ, thì nghe bóng kia đi về rồi. Chưa hả? Bữa giờ em đếm gạo nữa. Linh ngồi là gì? Linh ngồi là một cái hành trình. Là không thấy đời là khổ nên mới tiếp tục đút cái đầu vào trong cái khổ đó. Cá trong lờ muốn cờ con mắt, mà cá ngoài lờ muốn ngắt muốn vô. Có hiểu câu đó không ta? Tức là cái kẻ ở ngoài này đi trộm nhưng nó thấy đã lắm à. Mấy cái cô cậu mà tuổi tim mà chơi chói á, đang đi học, tự nhiên cái mình liếc mình thấy nó mình liếc nó mình thấy nó cũng đang giỡn trộm mình, là bắt đầu thao thức và thổn thức. Tối đó về là bắt đầu nhớ nhớ bữa sau đi nghe. Ngày xưa Hoàng Thị, tôi biết không? Là trao nhau một lá thư rằng mối tình đầu như đi trên cát, bước nhẹ mà sâu rừng nhòa máu. Rồi bắt đầu về dạt mộng cho đã cưới nhau về, bấm con mắt ra mới hiểu cuộc đời. Ái tình bỗng hóa cơn đau, khi mơ mộng gặp cọng rau mỗi ngày. Có hiểu câu rồi không? Là hồi dạy mộng tưởng là hai trai hai một túp liều tranh hai đã đi về, tới hồi mà lấy nhau rồi mới hiểu đời sống nó không như là mơ, nó không như là mơ, nó bẻ bàng lắm. Khi mà nó, mình ở gần mình và trần ra mọi thứ thì mình thấy nó không đẹp như mình nghĩ. Và người ta nói ma túy là một, tình yêu đầu đời là hai, và niềm tin tôn giáo là ba. Đây là ba thứ nó làm cái đầu óc của mình nó trở nên mụ mị đi. Tôi là đi chùa mà tôi nói điều chắc các vị nghe rất là sốc, kể cả niềm tin tôn giáo. Phật pháp không phải là thứ tôn giáo để chúng ta đến để mà tin, mà Phật pháp là con đường sống, đề nghị chúng ta phát hiện. Phát hiện cái gì? Phát hiện mình và phát hiện thế giới. Ai đó đến với Phật giáo bằng cái niềm tin, kẻ đó có vấn đề. Vì sao? Vì tôi đã nói rồi, có một khác biệt rất lớn giữa thánh và tào, đó là thánh nhân biết rõ cái điều mình tin nên tin chết bỏ cái điều mình biết, còn phàm phu không hiểu lắm cái điều mình tin nên không tin lắm cái điều mình biết. Nhớ là không. Còn nhớ cái định nghĩa về kiến thủ không? Kiến thủ là gì? Là gì? Chấp chặt vào quan điểm nhận thức. Chấp chặt bằng cách nào? Tin vào cái điều mình chưa thấy rõ và bác bỏ cái điều mình chưa có học, đó gọi là kiến thủ. Nhớ nha. Mình về mình gác chân lên tráng, mình có bắt vào hai cái đó không? Tin vào cái điều mình chưa thấy rõ và bác bỏ cái điều mình chưa có được thông. Đa phần chúng ta đều mắc vào cái bệnh đó. Đấy. Mà vòng sanh tử linh hồi nó được kiến lập trên cái u mê đó của mình trong nhiều kiếp. Cái chuyện thứ nhất, không chịu thấy rằng bản chất của đời sống nó được cấu tạo và vận hành ra sao, đem lòng yêu mê đắm đuối nó, để có một ngày mà nhận ra cái gương mặt thật của nó chán chường thì muộn rồi. Nhưng mà dầu sao muộn cũng còn hơn không. Có người tới chết rồi vẫn thấy đời màu hồng. Như ngày hôm qua tôi kể bà con nghe, một nhà báo đi vào trong nhà xác, thấy một cái xác cháy đen mà mặt mày rất là vui, mới hỏi anh giữ nhà xác cái ông này bị cái gì mà ông chết mà vui quá vậy. Nói là ông này lần đầu tiên từ nhỏ lớn không được chụp hình, từ lúc còn bị xét đánh tưởng tượng ta chụp nhanh răng cười chết luôn. Đó, chết thì chết, sống hồn nhiên mà chết hơn ngay. Mình kể bác nghe thì ngày mai bác bây giờ mới hiểu. Sống hồn nhiên ngay nghĩa là tới chết mà vẫn không biết vì đâu mà được chết. Cái chuyện này mới là tan thương. Ngày kia trên núi có một vị A-la-hán ngồi, vị A-la-hán già.
ngồi trên núi, ngài nhìn xuống dưới núi rồi ngài mỉm cười. Thì cái cậu học trò ngồi cái bên ngạc nhiên nó hỏi sư phụ sao sư phụ cười. Mấy người ngồi ở xa có nghe rõ không? Một vị A-la-hán ngồi trên núi rồi tự nhiên cái nhìn xuống dưới núi, đưa cặp mắt dõi nhìn xuống dưới rồi cứ tự nhiên cười. Thì người đệ tử hỏi sao sư phụ cười, thì vị A-la-hán nó ta thấy một cái chuyện đời mà nó trái ngang ta cười. Ta thấy người ta ôm kẻ thù trên tay, lấy chân đạp mẹ mà lấy đũa gấp thịt cha, ta cười. Thì người đệ tử nó sư phụ nói rõ hơn được không? Ôm kẻ thù trên tay, lấy chân đạp mẹ mà lấy đũa gấp thịt cha là sao? Thì ngài nói rằng con thấy cái làng mà đang bốc khói, khói bếp chiều, con thấy giải thấy này. Nói cái làng đó ngày xưa nó có hai gia đình mà nó ăn rồi nó cãi nhau suốt mùa thu triền miên. Cãi nhau về cái ranh đất, về cái hàng rào. Thì đùng một phát, một trong hai thằng đó, con thằng nó lăn ra nó chết. Mà chúng ta biết chúng ta có hai cái lý do mà để sanh làm, để sanh lại gặp nhau, người có biết không? Thương nhau quay lại gặp nhau, mà thù nhau cũng quay lại gặp nhau. Bởi vì theo trong kinh nói ghét hay thương đều là thách mình hết, có biết đó không? Không biết thì đừng có gặp, có biết đó không? Ghét hay thương đều là thách mình, có nghĩa là mình đều dán cái hình ảnh người ta vào trong tim của mình hết. Ghét lắm. Cho nên nhiều khi nói chung như nó làm con mình chứ chắc là tự nhiên mà nó là chướng duyên đó. Nó vô để mà nó báo mình ra. Có nhiều khi mình yêu nhau không phải là gì mà mình có thiện duyên với nhau mà mình để đọa đầy nhau. Có trường hợp đó. Nếu mình lấy thằng tèo là nó không có khổ như vậy mà phải lấy đúng thằng tí. Đặng mình về mình mới cấu xé nhau ra. Thì cái hai thằng cha này cãi lộn đã thì một trong hai ông lăn đùng ra chết rồi trớ triêu tha rồi chung vô làm con thằng cha này. Hiểu? Mà đã là con thì cha này phải thương. Mà ba má của cái ông này chết rồi và má bởi vì cái lòng ái luyến đứa con á, nên nhớ thì quan trọng thật. Ta nghĩ về nhau, gắn bó với nhau nhưng mà ta không đủ phước để quay lại gặp nhau trong cái bối cảnh mà ngon lành. Thì ta sẽ gặp nhau trong cái bối cảnh thấp kém hoặc là bối cảnh trớ trêu, hiểu không? Câu này phải ghi nè. Ta gắn bó yêu thương nhau nhưng mà không đủ phước, không có tu hành thì sẽ, nếu mà có gặp lại nhau thì sẽ gặp nhau trong hai hoàn cảnh, một là trớ trêu, hai là thấp kém. Thấp kém là sao? Là hai đứa cùng gặp nhau trong cái hố xí, gặp nhau trong ống cống, gặp nhau trong đống rác, hiểu không? Còn đợt thứ hai là gặp nhau trong một cảnh trớ trêu, đó là trương chi mị nương, đó là kiều phong với ai chậu, hiểu không? Trớ trêu để rồi sai nhân, có hiểu không? Đấy, cho nên là cái bà mẹ bà rất thương đứa con nhưng mà không đủ phước để quay lại làm người, thế là bà sanh làm con chó trong nhà. Còn cái ông bố thì ông cũng thương con mà ông chỉ đủ, ông đâu có đủ phước để lại làm người, ông làm con cá trong cái mương kế bên nhà. Thì đứa con ngày kia nó bắt được con cá, nó không biết là bố của nó. Mà trong nhà nó thì có con chó mà nó biết đó là mẹ của nó. Từ khi nó lấy con cá là nó làm món ăn, thì một tá thì nó bồng đứa con, mà đứa con đó là cái thằng hàng xóm. Rồi nó vừa ăn, nó vừa nịnh con nó, rồi nó đút cho con nó gì, nó rỉa cái thịt của cha nó. Rồi bà má mới chồm chồm đó, nó lấy chân đạp, hiểu không? Ngày nhìn thấy cái cảnh ấy, ngày mới cười, không phải là ngày ác, nhưng mà ngày cười ở cái góc cạnh triết học đó, ngày nó cuộc đời cho nó mỉa mai vậy. Tại sao nó bẻ bàng quá vậy? Bông kẻ thù trên tay, ăn thịt cha mà lấy chân đạp bà mẹ. Chưa hết đâu, quý vị biết cái này mới bị lạnh như sống nè. Cái cô gái mình đang theo đuổi á, có thể kiếp trước là mẹ ruột mà mình không biết. Tại vì á, nếu mình nói theo cái đạo đức xã hội đó, thì cái tình mẹ và tình yêu nó khác nhau dữ lắm, đúng không? Nhưng mà nói theo Phật pháp, hiếm có khi nào mà mẹ thương con mà bằng tâm từ lắm, thường là bằng tâm ái dục của mình. Bởi vì nó là máu thịt của mình rứt ra, mình tạo ra nó, hiểu không? Cho nên từ đó trong psychology của địa phương đó mà có cái từ nó kêu là Oedipus complex. Các bạn biết cái đó không? Oedipus complex.
Chị biết cái cũng tạo mao khô mà nắp nắp thì khó tháo. Cái ờ biết không, cái ô, cái ô ô e ờ biết không hết, tức là theo cái sử của Hy Lạp ngày xưa, có một ông vua, ông sanh ra đứa con giống như Du Bình Sa Vương Tần Tà Sa Lam vậy đó. Ông sanh đứa con thì thầy bói mới nói đứa bé này lên đây để giết cha và lấy mẹ, hiểu không? Mẫu ông nghe ông sợ lắm, ông mới kêu người đem giết đứa bé đó. Nhưng mà cái thằng lính mà nó được lệnh đem đi giết, nó không nợ, nó mới đem luyện đại cho núng. Thì đứa bé nó được một thằng chăn cừu lụm về nuôi, và về sau nó trở thành một tráng sĩ, và nó đi lính cho một quốc gia láng giềng, và nó quay trở lại nó đánh của cha của bố nó mà nó không biết, hiểu không ta? Hiểu không? Nó là con của vua Việt Nam, rồi nó bị liệm đi dân qua Lào, rồi bên, nó đi lính bên Lào, nó quay lại nó đánh Việt Nam mà nó không biết là ông vua Việt Nam chính là ba của nó, nó không biết. Nó giết ông xong vua thấy mà hoàng hậu đẹp quá, cái nó thành ba luôn, hiểu không? Mà nó không biết rằng bả là tử chưa. Thì đó là cái chuyện thần thoại Hy Lạp. Nhưng mà cái ngành tâm lý học hiện đại ấy, người ta dùng cái tên đó để người ta gọi tên cho một cái phức cảm tâm lý gọi là Oedipus Complex, để nói lên cái tình cảm vô danh, cái quan hệ khó nói giữa mẹ và con trai. Rồi Electra Complex là cái tình cảm giữa con gái và cha, hiểu không ta? Và mình học ở trường mình thấy cô giáo đối với nam sinh nước khác, mà thầy giáo đối với nữ sinh nước khác, hiểu không? Hiểu giờ hiểu chưa? Thì ta gọi đó gọi là Oedipus Complex. Có nghĩa là trong sâu kín tâm khảm của phàm phu, thì cái người mẹ dầu gì cũng là phái nữ, và con trai dầu gì cũng là phái nam. Ở đây đừng có nghĩ quên nghĩa bậy bạ là loạn lên cũng phải, hiểu không? Nhưng mà nó có một cái gì đó, cho nên có cái chuyện này. Rất nhiều bà mẹ ghen với con dâu, có biết gì đó không? Biết thì gặp, không biết thì cứ gặp. Có trời nó động trời lắm. Coi như đó là cái chuyện mà tôi biết là có một cái bà mẹ ở Phú Lâm Sài Gòn, giàu nức trứng, mà bà thương con trai bà lết gần mực, mà coi như bà không muốn lấy vợ mà không đã cắp nó thì kỳ. Cuối cùng bà phải cắt răng, mà chỉ còn cái hai cái mà bà đã cắn rồi. Bà cắn mà coi như là cắn cho lấy vợ. Mà bà ác cái này nè, bà đi chùa mới ghê chứ, lúc nào cũng đeo chùi cái chân, bà gặp cái người đeo chùi thù lắm. Bởi vì nó ác mà ác ngụy trang đấy, ở ngoài áo lam ở trong là dao lam. Coi như là lấy dâu về rồi đó, là một tuần á là dâu ngủ với con trai mấy đêm, là bà do bà ký giấy cho phép. Ví dụ như bữa nay cuối tuần á là được, mà cuối tuần giao là được, bà đưa lý do là giữ sức khỏe. Mà trong khi bà đâu biết là thằng con trai bà nó ngủ trai vợ nó còn mất sức khỏe còn dữ dội hơn nữa. Bà nhớ ở chung nhà mà nhớ nhau mới ghê chứ, xong ngân mà chức nữ nữ lan vậy đó. Mà bà canh me mà chỉ cần mà cái bụng nó hơi lấp lấp là cho ngủ riêng 100%, mà muốn chắc ăn là bà qua bà ngủ chung với thằng con trai luôn, mà không cho con dâu ngủ, hiểu? Rồi thì coi như là tới lúc mà sanh ra đứa cháu nội là bà nói thẳng luôn là bà đã thuê vú nuôi lo cho cháu nội, và bà không muốn cô dâu ở bên đây bởi vì mới sinh con nên giữ mình thì tùm lum hết. Nói chung là bà tìm đến 1001 lý do để bà đẩy cô dâu về nhà cha mẹ. Bà ác đứa mất chị mẹ, bởi bà thấy con trai bà nó quá quấn quýt cô dâu đi, còn cái cô dâu cũng tức tưởi của tự tử của cha. Dạ, yeah, tức quá, tôi nghe tôi còn tức giùm mà. Mà coi như là... Mà tại sao cái gì đó tôi rằng là bởi vì cái bà sư cô mà được mời tụng vô cái đám đó đó, bà tụng vừa xong, người bà còn dính mùi nhang là bà đã ra phi trường tận thì chết, bà bay qua Mỹ. Và tôi đã gặp nàng tại cái ngôi chùa ở Louisiana này, nhỏ lên bên Mỹ. Thì bữa đó tình cờ nói chuyện gì bà mới kể, bà nói con mới vô tụng kinh bển trong cái đám đó. Rồi tôi có biết một ông sư bạn, ông vừa chuyên qua bên Tây Đức. Tây Đức thì trước kia ông đi, ông là võ sư Bình Định. Võ Bình Định
bị tình cảm cảm y chang vậy. Tức là mẹ thương ông đến cái mức mà từ ông năm ông 12, 13 đến năm ông 18 tuổi, ông lấy bằng tú tài, cả mẹ không có tin. Ông không có biết giật cái khăn xoa đây, cái khăn xoa, ông biết dò sao cho nó sạch. Tại vì mẹ làm tắt 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 tút tút tút, mẹ làm hết rồi. Mà ông năm 17, 18 là năm lấy tú tài đó. Người ta đi học xong tôi về thì khi ta còn la cà quán xá bạn bè đá banh rượu cà cũng được, còn ông thì không, ông phải chạy riết về nhà. Vì sao? Vì mẹ đang ngồi vò vỏ chờ cơm nấu xong rồi chờ con về đó, không ăn trước. Mà khi mẹ ngồi bên bếp bên cái mâm cơm làm sao mình dám đi, đúng không? Thế là ông có một tuổi thơ không có được bình thường như là một thằng BD nhìn không biết bông hay trái hay bóng. Coi như là cứ đi học về là ngoan ngoãn chạy thẳng về nhà, vô là chào mẹ là bắt đầu ăn. Ăn xong là đi vào phòng học, vào phòng có phòng riêng là học bài. Làm bài xong là sáng sao thưa mẹ con đi, là cứ đúng giờ về. Nói chung là 18 râu mọc không nổi mà nó mềm nó yếu lắm. Mà vì mẹ nó yếu nên mẹ mới cho học võ, chứ không là nó làm bóng luôn đó. Thì một ngày kia thì theo cái bản năng thôi thúc thì ảnh có quen một bạn gái. Ảnh suy nghĩ nát nước ấy. Đánh dấu mà giấu sao được, hiểu. Cũng giấu bữa hay bữa nó giấu hoài. Cuối cùng anh thương quá thương, anh đành đem về anh trình với mẹ, mong mẹ gặp một cái đạt là cưới liền đó. Và mẹ khóc cho một trận tưng bừng khói lửa. Xong mà mẹ nói, coi như mẹ chết đi, dưới gầm trời này có nó không có mẹ. Thế là anh phải chia tay. Phải chia tay. Tết bữa sau anh lại nhớ một con nhỏ khác, đem về bạn tái bản cái câu đó nữa. Dưới gầm trời này chỉ có mẹ và con, có đứa thứ ba mẹ sẽ ra đi, hiểu không? Và cứ mỗi lần mà anh dắt về một cô là coi như mẹ bỏ ăn. Ok, chuyện đó tôi kể hai vị đủ rồi. Tôi muốn cho các vị biết rằng trong cái dòng chảy luân hồi đó, chúng ta phải vật lộn với chừng ấy thứ tình cảm này. Cho nên cứ do nghiệp lực nó xô đẩy, chúng ta làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ, làm anh, làm em. Và chính vì u mê không nhớ được kiếp trước, cho nên chúng ta mới... Cho nên nếu mà biết được, tôi đã nói các vị nghe không biết là bao nhiêu lần, chỉ cần biết được những sự thật về thế giới này thì người ta không còn muốn tiếp tục luân hồi nữa. Bởi vì đụng đâu cũng người thân hết. Tôi mới nhớ một chuyện, thằng đó là thằng Kiệt, thằng Kiệt. Nó về nó nói với má, nó nói má con thương con Lan quá, má ơi chắc má lấy cho con. Thì bà nói ok, để má sẽ đi trồng cao hỏi người ta cho con. Nó là thằng Kiệt, nó thương con Lan không sớm. Thì nó nói xong thì hí hửng lắm, thì lát sau nó ăn cơm thằng bà nó kéo ra hè lên. Mày thương ai thương, mình không được đụng với con Lan, bởi vì nó là em cùng cha khác mẹ với mày. Anh khóc một trận. Bữa sau anh quen con Hương ở xóm trên, anh về ông bố nó không được, cũng cùng cha khác mẹ được. Anh buồn lắm, anh thương tổng cộng là bốn đứa đều được cùng cha khác mẹ hết. Thì đến đứa thứ năm, bả bực quá, bà mẹ kéo ra hè, con lấy ai cũng được, vì con đâu phải con của ổng đâu. Chỉ cái cách đó là mới thoát được. Coi như nó trùng điệp, coi như nó trùng luôn thì có cái tiệm chiêu cuối cùng của bà mẹ. Con phải của ổng. Khi mà mình xác định là không phải rồi thì coi như là đường mây rộng rãi, ao hồ. Trong cái dòng chảy luân hồi đó, là nếu mình biết rõ ra mọi chuyện thì mình không còn muốn nữa, quý vị, không còn muốn bị đụng đầu của bà con hết. Trong kinh kể chuyện này nè, lúc Phật Niết Bàn khoảng vài trăm năm, vào một buổi trưa hè nắng hạ, khi mà về ve kêu trên nhánh nhem, trên nhánh vượng buồn, có hai ông cháu già kéo ra đến trước cửa chùa gõ cổng xin tu. Thì mấy ông sư ra trường thấy ngao ngán, một đại ca mới có 7 tuổi là biết cái gì mà tu, còn một đại hiệp thứ hai thì 70 tuổi xin tu mà tu.
hiểu không? Thì mấy vị sư nguyên nó ra nghe nó cửa chùa thì rộng mở, nhưng mà mở ra cho mở ra này tuổi 7 tuổi tối rồi nó đói bụng nó khóc là băm chùa. Còn cái ông 70 mà tối nửa đêm mà nó ổng nhức lên ổng lên mấy áo chùa là sao, hiểu không? Thì hai ông cháu ông mới nói xin chư tăng nghe tôi nói xong cái chuyện này đó. Thì chư tăng nhận nghe xong thì tùy tôi, không có hạnh, không có buồn, tôi đi qua chùa khác tôi xin, chắc cũng có chùa nhận tôi. Thì chư tăng mới kiên nhẫn cái cụ nói đi chuyện gì tôi đủ cái nước này. Có khuya lắm không? Nè con mù hồn, bây giờ về nhà làm cái gì cũng đếm gạo thôi. Ok, bác không hiểu hả? Không, để mai con mới hiểu. Tôi kể mà có nghe cái chuyện cười muộn nữa, mà các bà đừng nói cái tình sao vậy, tôi bay mất rồi, cái bay mất rồi bắt đầu hỏi mấy ông rồi, mẹ ơi, con hiểu rồi. Thì á, chúng ta ok, cụ kể đây, cụ kể chuyện gì vậy, cụ kể chuyện gì mà cụ tự tin là tụi này sẽ nhận cụ. Thì ông ấy kể một câu chuyện mà phải nghe rồi mình. Là ông chỉ cái đứa cháu mà 7 tuổi không? Ông nói các vị có thấy nữa, nó mới 7 tuổi. Mà nó đặc biệt là từ cái ngày mà nó lọt lòng mẹ nó là ai đụng nó cũng được, mà bà má ruột của nó đụng vô là nó khóc, nó tái, tím tái. Nó khóc mà mất thở, biết cái gì mất thở. Nó khóc mà tím môi, mà người khác chạm vô là nó cười đại đoa. Mà má chạm vô là nó khóc mất thở. Thì cuối cùng mà má thấy kỳ, nhưng mà vì thương con đành phải nẻ, giao cho người khác chăm sóc. Nó bú dì, bú cô, nó bú mợ, thậm chí nó bú hàng xóm là ok đó. Mà bà má chỉ chạm vô là nó khóc ăn nhào. Nó thấy lạ, cái tiền của anh túc trái gì lạ. Thì đến năm nó 7 tuổi, nó biết nói, nó biết có trí khôn. Thì bữa nó vắng nhà, cậu mình nói ông nội, nó mới hỏi nó nè. Nói thiệt cho nội đi, sao con ghét mẹ quá vậy? Sao con ghét mẹ quá vậy? Từ từ lúc còn nằm ngửa bú bình cho lúc 7 tuổi mà coi như là... Thì nó mới nói, nội biết không? Ai cũng nói bà là mẹ của con, chứ bà lúc đó là người tử thù của con. Cách đây mấy kiếp rồi, bà với con là vợ chồng. Bà lấy thằng hàng xóm, bà giết con. Mà trong lúc con chết con đâu biết vì sao con chết, hiểu không? Con vẫn một lòng yêu bà. Con chết rồi con sanh để lại làm con chó trong nhà, bà đi đâu con đi theo đó. Bà bị người ta chọc là thợ săn, bà giết con luôn. Mà con cũng không biết vì sao con chết, con tiếp tục thương bà nữa. Con chết rồi con sanh để lại làm con bò ở trong nhà, bà đi đâu con theo đó. Người ta chọc bà là chăn bò, bà giết con luôn. Mà con không biết vì sao con chết, con quay trở lại được. Nói chung là cứ lụm gạo thứ hai con một hồn. Coi như làm chó một kiếp, làm bò một kiếp, rồi tới làm răng. Coi như là con quay trở lại nhà làm răng, bà ở đâu là con buông mà rớt bớt lên người bà. Kỳ này bà làm lẹ hơn, con giết con. Thì đến kiếp cuối cùng con vẫn không biết vì sao con chết, con mới quay trở lại là con của bà. Nhưng lần này đủ rồi em à, cái nghiệp ái còn dư một miếng thì chung vô làm con của em cho luôn. Nhưng mà mình biết nhau rồi, bà chạm tới nó khóc, tôi nó banh nóc luôn. Thì nó kể được nội nghĩ đi, giết con chừng ấy lần, bây giờ còn bụng dạ nào mà con cho bà rờ con nữa. Thì ông nội nghe giọng cũng lạnh chứ sao, không biết đó là sự thật. Đến 7 tuổi là nó biết mẹ, 7 tuổi mà lần qua cái lời kể của nó là ông đá da gà nó lên cuồn cuộn rồi. Ông nói thôi chỉ còn có một chiêu mà ông đi tu. Thì khi mà chú Tâm nghe như vậy cho nó ok, đủ rồi. Thằng Tèo nó nghe cũng còn teo mà. Thì
cho hai ông cha đi tu, cho hai ông cha đi tu, và trong thời gian rất là ngắn cả hai ông cha đều đặt a la hán, chưa hết còn vụ nữa. Lúc Phật còn một ngày kia các vị tỳ kheo mới dắt lên trình Phật một vị tỳ kheo xanh lè xanh lét đi không nổi, phải có người sóc nách. Chỉ đang nói Bạch Thế Tôn đang Sundarasamuddha, một công tử lực lưỡng điển trai ngon lành cỡ nào mà hôm nay chỉ vì mê gái mà nó ra nông nổi này, đi bác rồi thương người ta, rồi bây giờ về bỏ ăn bỏ ngủ. Chúng con nghĩ chỉ có Thế Tôn mới cứu được. Thì Đức Phật mới hỏi có đúng như vậy không, có đúng là vì thương người ta mà không lấy được rồi ra nông nổi này không? Thì vậy người ta nói là phải, chuyện nó như thế này: con bỏ nhà con đi tu vì con thương quý Thế Tôn, cũng tin tưởng Thế Tôn, con đi tu mà gia đình con thì giàu có muôn hộ, ba má con chỉ có một mình con là con một, họ mới tìm người làm sao mà cấm con đi tu thì họ sợ con chết, họ thấy con thiết tha quá. Nhưng mà con đã đi rồi thì họ thuê một cái cô danh kỹ, cái danh kỹ không? Khô gơ mà loại xịn, khô gơ hả? Cô gơ là cái cô, chứ không phải cô gơ là cái cô trực điện thoại, không phải. Okay. Lựa cô thứ thiệt á, cô dữ dằn ra. Về đếm gạo. Thì á, là cổ tìm cách là bị này đi bác à, thì cổ tiếp cận giả bộ như tình cờ vậy đó. Thì cổ có dặn là ngày đi bác mà bữa nào nắng mưa mà bất thường á, mệt mỏi bệnh hoạn thì thôi thì ngày cũng đi đâu xa ghé vô nhà này nè, hiểu không? Thay vì đi xa thôi, giờ bữa nào mà trời nắng quá mưa quá thì ghé đây tôi cúng ngàn bữa cơm để khỏi đi xa, mà to là món ngon vật lạ khắp. Thì hồi đầu ông từ chối, nó đi bác phải đi cho đủ nguyên cái xóm này, đủ nguyên con đường. Nhưng mà mấy bữa ông mệt đó thì ông cũng ghé vô, nó sướng thiệt, nó sướng thiệt. Không cần đi xa mà có được bữa ăn rất là ok. Thế là cứ bữa nào ông đồng biết ông cấp vô đó. Bữa đó bà thấy cái bộ có lý quá mà bà đẹp lắm. Bữa đó bà nói ngày thấy ở cái nhà này cái gì cũng có, chỉ thiếu thằng ông thôi. Ngày gật đầu một cái là ngày làm chủ liền, chủ cái nhà mà chủ luôn tu luôn. Ngày này con nhà giàu mà đâu có màng tiền bạc, nhưng mà phải nhận nhận bà khô gơ, bà khéo quá khéo đi. Bà nhìn mà liếc một cái thằng lằn tinh chết nó rớt xuống mà. Cho nên thế giới Việt Nam có một câu là có rửa thì rửa chân tay, chớ rửa chân mày, chết cá ao anh. Có biết đâu đó không? Tức là cầm mắt nó liếc á, ghê lắm. Còn là nhà thơ của đời Nguyễn Bổ của Việt Nam có một câu là đừng buông giọt mắt về sông, anh đi dẫu chỉ đò không cũng chìm. Có những cặp mắt mà nó nhìn mình, nó nhìn theo mình là chiếc xuồng đi nó lúng luôn. Thì bà cái đầu mày cuối mắt ông chịu không nổi, ông cứ về với thao thức, cuối cùng thì ông bỏ cơm cái lè, anh em thấy thương mới kéo lên để mà trình với Phật, để Phật cứu. Là kêu ngồi cho nó đi và kể một câu chuyện xưa. Phật nói ngày xưa có một cụ thanh niên đi học nghề ở xứ xa và học giỏi mà được mà lại cái nết tốt lắm, thầy thương, thầy trao hết cho cái nghề nghiệp, xong rồi thầy gả con gái cho, gả con gái xong rồi hai vợ chồng trẻ dắt nhau trở về quê chồng á, thì trên đường đi bị cướp, thì anh này anh giỏi võ lắm, một mình anh đánh nguyên một đám cướp, chỉ còn sót là cái thằng đầu đảng, thì hai thằng đó là 80 vật tay đôi với nhau, vật qua vật lại, thì anh mới chật nhớ, anh mới nói với bà vợ nói, em đưa anh con dao. Thì lúc hai đứa nó căng kích, thì đứa nào mà có đồ nghề đứa nó hơn, hiểu không? Lát này đi ra sang làm thử đi. Thì coi như là bả mới chỉ gặp thằng ăn cướp, nó giống Từ Hải là bả khoái rồi. Dài năm đất rộng và thân 10 thước cao, hàm mén mài ngày, má sồ lưng lửng. Cho nên bả vừa gặp nó là bả đổi ý rồi, có ý đảo chánh. Cho nên khi mà hai người đang gặp nhau thì ông chồng nói em đưa anh con dao, thì bà đưa
không đưa cho chồng mà đưa thằng cướp, hiểu? Thằng kia nó cứ đưa lên nó kéo ngang, nó kéo đưa lên đây nó kéo ngang là xong. Tôi chỉ giới thiệu cho đừng có về, tôi có suối bị giết người. Thì ảnh giết cái thằng kia xong rồi là bắt đầu ảnh nhìn lên cổ rồi bắt đầu cổ thẹn thùng nấp sau cánh cửa liền, hiểu không? Cổ đóng cái vai hiền thục mắc cỡ liền, anh biết là cổ mình của mình rồi, nhưng anh ơn anh nghĩ nó mới gặp mình mà nó bỏ đi cái thằng chồng thì có nghĩa là mai mốt nó gặp cái thằng khác nó sẽ anh ơn quá, anh lẹn trốn mất tiêu, anh dụ cổ đứng chờ anh vậy là anh đi mất. Tức là kể câu chuyện đó xong ngày mới nói như thế này, này các vị kéo, ngươi biết cái người chồng xấu số chết trong cái cánh rừng năm xưa đó là ai không? Là tỷ kheo này. Còn cái người con gái, người vợ mà lang tâm ấy chính là cái cô gái mà năm bây giờ đang mồi chài ảnh. Kiếp xưa đã giết, cổ đã giết cái tỷ kheo này một lần, và kiếp này cũng đã giết lần nữa. Ngươi nghĩ ngươi còn thương được người đó không? Thì vị đó vừa nghe xong đắc tu đồ quần liền và xin chào nhá, giữa con đường không có quay trở lại nữa. Hôm nay mình phải lòng nhau, làm ơn nhớ lời kinh xưa xem biết đâu nó là trụ thù, nó là tử thù đó. Bởi vì tôi nói có hai trường hợp mà chúng ta gặp nhau trong đời, một là gặp nhau để mà lo cho nhau, gặp thứ hai là gặp nhau để mà giết đời nhau. Khó nói lắm, khó nói lắm, bởi vì đó là chỉ có cái đứa mà nó từng sống với mình nó mới biết tử quyền của mình nằm ở đâu, nó mới quay trở lại đối xử mình êm hơn đứa khác, ngon hơn đứa khác. Cho nên cái dòng luân hồi là cái gì? Dòng luân hồi đó là một cái hành trình u mê do không biết cái gì hết, sống vùi đầu ở trong đó, sống vùi đầu ở trong cái u mê đó thì chúng ta mới có thể tha hồ tung tăng làm các việc. Các vị có biết không, tôi có đọc một câu chuyện của Pháp, của ông Quy Đường Mô Bách Sanh. Câu chuyện đó kể ra kể cho vua cho bà con chắc mốt hiểu. Anh nè đi vô trong cái rạp hát, rạp hát mà phải hiểu đây là cái bối cảnh của châu Âu ngày xưa chứ phải bây giờ nha. Rạp hát ngày xưa, rạp hát là nó tắt đèn hát, nó chỉ sáng lên sân khấu thôi. Thì cái rạp hát ngoài vô nó có cái màn vải dày đó để tránh sáng đừng có lọt vô. Anh mà rạp hát cũng lớn lắm cho nên anh ngoài bước vô rồi nè, anh mới kéo cái màn qua một bên thì anh cứ dắt dĩ chân anh nhìn xuống nó tối lắm, anh cầm lên cái ví của phụ nữ. Không biết cái gì trọng hệ đèn nàng. Cảnh do dự dưới rồi cảnh cho vô cái túi lên, hiểu? Khi vô ở trong anh ngồi được một lát anh hết hồn. Khi mà quen như với bóng tối rồi thì cái chàng thứ hai vô, anh mới thấy rằng những gì bên chàng thứ hai mới vừa vô làm anh thấy hết, hiểu không? Hiểu chưa? Có nghĩa là cái chuyện mà anh mạnh lực với lý mà anh cho vô tố kiểu mà ở đây ai cũng thấy vậy, hiểu chưa? Đó, chúng ta sống trong vô minh là vì chúng ta không thấy gì hết, trong bóng tối vô minh chuyện gì mình cũng làm hết, chỉ cần cho một chút ánh sáng là mình ngại ngùng liền nó hiểu không? Bắt đầu biết khi mình biết được sanh tử luân hồi là cái gì, tội lỗi là gì, xa đọa là gì, là tự nhiên mình teo liền. Còn cái thứ là không biết gì hết cho nên mình sống rất là thoải mái. Trên đời này có hai hạng người sống thoải mái. Hạng thứ nhất là thánh nhân, họ không có còn tội lỗi, họ không có sợ. Và hạng thứ hai là phàm phu mà lại u mê cũng không bị sợ gì hết, bởi vì biết không sợ súng, biết không sợ súng. Những cái bạn mà biết ông chồng dắt bà đi coi hát opera đó, bà nói trời ơi cái đó có gì đâu mà hay, đi thả họng ra ngoài hiểu không?
cho nên ở đây là khi mà vô minh là biết không thể sống cái đau chạy gì hết, đau chạy gì hết, đây gì hết. Cho nên là biết đạo rồi tự nhiên sẽ cẩn trọng hơn, và cẩn trọng nó chính là tên gọi của cái Pali gọi là Appama đó. Và không cẩn trọng tiếng Pali gọi là Pama đó, tiếng Việt Nam mình dịch là dễ ngươi đó. Dễ ngươi, dễ ngươi nó có ba nghĩa. Một là coi thường cái điều ác nhỏ mà làm. Thứ hai, coi thường điều thiện nhỏ rồi không làm. Thứ ba, không biết sợ tái sanh. Không biết sợ có nghĩa là nghĩ rằng chết rồi quay trở lại làm người, quay trở lại cảnh trời sướng lắm. Nhưng mà tôi chỉ hé ra cái này, nếu trong pháp hội này mà có người nào hữu duyên thì sẽ giật mình, còn ai mà thiếu phước thì đành coi như gió thổi qua tay. Đừng nói đến chuyện sanh ra làm heo, làm chó, làm dồi, làm bọ ở dưới ống cống hố xí. Chỉ riêng cái chuyện làm người đó mà cuối đời thì đau đớn dãy dụa hôn mê là một cái quá trình kinh khủng lắm nha. Rồi tới cái lúc mà phải chung vô bụng mẹ mà suốt 9 tháng 10 ngày không biết gì hết. Xong rồi chung ra mà mất tới bao nhiêu năm, ít nhất phải 2-3 năm mới được sống kiếp sống của con người, hiểu không? Con nít tức là người ta đã sống như con thú, nó bị hết, hiểu không? Lúc đó nằm ngửa đó, giống như con này con kia vậy thôi. Phải mất tới mấy năm sau nó mới biết này cái kia, nhưng mà kiếp trước nó hoàn toàn nó không nhớ gì hết, hiểu không? Thì tôi không muốn quay lại cái tình trạng đó nữa, sợ quá. Lúc Đức Phật 80 tuổi đó, trên đường đi từ Samathi xá vệ về Kusinara, nhiều lần và rất nhiều lần Ngài nhắc lại cái bài pháp này này các vị kheo. Thật là vừa đủ, đã đủ lắm rồi, đã vừa đủ để các ngươi không có sanh tử luân hồi nữa. Ta thấy giữa ta và các ngươi đã quá đủ để mà gặp nhau, quá đủ để mình sanh tử luân hồi, bởi vì thời gian của nó quá dài, do không hiểu được mọi sự là khổ, không hiểu được bốn đế, nên ta và các ngươi đã sanh tử luân hồi từ vô số kiếp. Này các tỳ kheo, chúng ta không có một lý do nào để tiếp tục sanh tử nữa, bởi chúng ta đã đi quá lâu rồi, quá lâu. Nước gọi là nước biển thì nhiều thiệt, nhưng mà máu và lệ mà chúng ta đổ ra còn nhiều hơn nước trong bốn biển. Sữa mẹ mà mình uống trong vòng luân hồi nó nhiều hơn nước trong bốn biển. Như vậy chúng ta không có lý do gì để tiếp tục sanh tử. Nên nó cứ lặp đi lặp lại, lặp ly lặp lại chừng đó. Và là bữa này cái này tôi nói ra tôi còn nản nữa. Chính trị là gì? Đó là một cái ý thức, một cái ý thức xã hội, một cái lòng quan hoài về cái trật tự xây dựng thế giới, chỉ vậy thôi. Hướng thế giới đi vào một cái đường lối hoạt động nào đó thì gọi là chính trị. Có cái lòng muốn xây dựng thế giới theo một đường hướng, một cái trật tự sinh hoạt nào đó thì gọi là chính trị. Thì mình theo đuổi cái đường hướng này mình thấy nó hay rồi mình bỏ ra cả đời mình theo đuổi nó, rồi mình vận động kêu gọi tuyên truyền nó và nhất chiến công thành vạn cốt khô. Có nghe câu đó không? Một người, một ông tướng mà thành công, một chính khách mà thành công thì biết bao nhiêu cái xác người phải trải xuống. Rồi tưởng sao cái học thuyết chính trị đó nó tồn tại được ít năm rồi nó cũng bị đào thải. Tôi nói luôn một chuyện đó là vì thấy Mao Trạch Đông thôi, một mình ổng công, ổng vì ổng mà chết ít nhất là phải 40 triệu, và bà vợ là Giang Thanh là thêm 20 triệu. Ví dụ mà bước đại nhảy vọt Grand Cliff, Grand Leaping đại nhảy vọt đó, năm 61, hai vợ chồng cộng lại là giết 60 triệu dân Trung Quốc. Chưa kể là đó là giết trực tiếp, còn chưa kể là giết trong nhà tù, giết cách lưu đày, bao nhiêu trí phú địa hào là chế độ nó không có chấp nhận, nó đài hết lên trên cái vùng mà quan sơn giả lãnh kinh tế mới, chết tiếp bao nhiêu. Rồi bên Nga cũng vậy, cái thời mà từ cách mạng thành công năm 17 cho đến lúc mà họ bị sụp năm 91, biết bao nhiêu người chết rồi đỡ làm sao. Y như lời của một ông thượng nghị sĩ Mỹ cũng nói, cả 100 triệu người chết vì lý tưởng cộng sản, để rồi hôm nay những chiếc cộng sản đang quay lại cái đường hướng của tư bản. Vậy thì cái chết của 100 triệu người ấy phải trả lời thế nào đây? Có hiểu không? Hiểu tôi nói gì không?
đêm nay cái pháp hội này tôi không phải lợi dụng cái chùa, lợi dụng một cái pháp hội để tôi nói chính trị, tôi trong đó ai không có phải, tôi chết nhát lắm. Okay. Nhưng mà tôi chỉ muốn nói cho bà con biết, theo đuổi một cái gì đó nó cũng chỉ là trò chơi nhất thời trong cái dòng chảy thiên thu của trời đất. Một ý tưởng chính trị, nói gì? Bởi vì nên nhớ thế này, mọi sự nó đều có mặt trên một cái dòng chảy. Mọi thứ ở đời nó đều là vô thường, nên giải pháp nào cũng là tạm thời. Nên nhớ câu hình chú này, mọi thứ đều vô thường nên giải pháp nào cũng chỉ là tạm thời. Không có cái gì ngu cho bàn. Dòng đời luôn thay đổi, ta khư khư ôm chặt một cái học thuyết và xem đó là định luật muôn đời, là một hằng số bất biến. Có hiểu không? Ngu vô cùng. Vậy nên nhớ cái này, cái bối cảnh thế giới, bối cảnh đất nước vào thời điểm đó đúng, nó cần đến giải pháp này. Nhưng mà 20 năm sau nó đã thay đổi. Muốn cứu lấy dân tộc, muốn cứu lấy đất nước, chúng ta phải áp dụng một cái giải pháp khác. Không thể đem cái bài học cũ xì đó xài cho cái này, hiểu không? Ngày xưa chúng ta chưa có xài wireless, chúng ta sạc pin điện thoại bằng dây, hiểu không? Hôm nay có wireless rồi thì khác, hiểu không? Và đó chỉ thứ nhất, ngày xưa chưa có smartphone, chúng ta xài home phone nó khác. Nói chung là mỗi thời nó khác, chúng ta không đem thể đem cái giải pháp cũ để xài cho cái mới được, nghe kịp không? Cho nên từ chính trị, văn hóa, kể cả tôn giáo, cái cách trình bày Phật pháp ngày xưa nó khác bây giờ nhiều lắm, các vị nghe kịp không? Cho nên không có gì bậy cái bằng chúng ta khư khư đúng tinh thần lý tưởng Phật pháp mà Đức Phật để lại đúng, mình nó tôn trọng, nhưng cái cách mà tiếp cận lại khác. Bởi vì Phật pháp có dạy chúng ta lưu ý hai chữ là chữ quát và chữ hào. Hai chữ đó rất quan trọng. Mình học cái gì, mình theo đuổi cái gì đó là một chuyện, nhưng mà hào là thế nào, hiểu cái chữ này không? Hiểu không? Ví dụ như ai cũng sống cần các cái thứ chất bổ, vitamin, ai cũng sống cần B1, B6, B12, đó là quát. Nhưng mà hào có nghĩa là tùy cơ thể, đứa có răng thì nó bổ sung bằng cách là nhai, mà đứa không có răng thì uống, còn có đứa nó nằm mê thì lụi, hiểu không ta? Chứ còn nó nằm thêm thiết mà đưa cho nó nguyên một cái tô trà bá bắt nó nhai thì bà cố nó cho nó nhai. Ok, nó không có răng mà làm cho nó ăn sấp xương sẩu tùm lum nó có được. Cho nên có đứa thì mình cho nó ăn bột, có đứa thì mình cho nó nhai, có đứa thì mình cho nó uống, và có đứa thì mình lụi đẳng vô mình tự nhiên, hiểu không? Cái quát và cái ham, hiểu chưa? Cho nên trong đời sống phải biết quát, phải biết lựa chọn cái để theo đuổi, và theo đuổi nó bằng kiểu gì, theo đuổi cái gì và theo đuổi nó bằng cách gì. Ok, ngày mai gặp nữa.